Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học cái phần kết của cái phẩm Chánh Tri Kiến ha. Sáng nay chúng ta đang nói tới cái phần tổng kết của tứ niệm xứ, tứ diệu đế, tứ thánh đế. Thì như chúng tôi nói là từ trước đến giờ chúng ta đã có cái nhận hiểu không được chuẩn xác về tứ diệu đế. Do chúng ta nhận hiểu không chuẩn xác cho nên chúng ta dụng công cũng không có chính xác. Và có ra kết quả là mình không được cái gì sau giai đoạn dài chúng ta tu tập, do chúng ta chưa có đủ cái chánh kiến về tứ diệu đế. Thì chúng ta đã học trong cái bài vừa qua, chúng ta thấy trong mỗi cái duyên của 12 nhân duyên thì Ngài Xá Lợi Phất đều nhấn đi nhấn lại một cái câu là gì? Ví dụ như thức thì chúng ta phải thấy được thức, rồi thấy được tập khởi của thức, rồi thấy được diệt tận của thức và thấy được con đường diệt tận của thức. Tức là dù hành, dù thức, dù lục căn, rồi xúc thọ ái thủ hữu vân vân, đều phải nhìn chín chắn, nhìn đúng đắn bằng cái nhìn của tứ diệu đế. Nếu như bất kỳ một cái sự việc gì xảy ra trong đời này, ví dụ như mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân chúng ta xúc chạm, hoặc là cái pháp trần ở nơi tâm chúng ta sinh khởi ra, mà mình không nhìn bằng cái nhìn của tứ diệu đế một cách chính xác thì xem như chúng ta bị lầm lẫn, đúng không? Lầm lẫn tức là vô minh, thì sẽ có một cái hệ lụy của 12 nhân duyên để dẫn tới cái sinh lão bệnh tử. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói về tứ diệu đế trong cái nhìn này, trong cái bài này cũng như cái bài trước mà chúng ta đã được học là cái bài Khiếp Đảm và Sợ Hãi. Thì khi Đức Phật nhìn về lậu tận thì Đức Phật đã thấy rõ là cái sanh là khổ, tức là cái khổ của thế gian này, nguyên nhân để đưa đến cái khổ, cái niết bàn và cái con đường đưa đến niết bàn. Thì thứ nhất chúng ta nói về nhân quả của tứ đế. Nó có hai cặp, nó có hai phạm trù. Cái tập khởi tức là nhân, cái khổ tức là quả của thế gian. Nhưng cái việc cái đạo đế có phải là nhân không? Cái việc đế có phải là quả không? Cho nên chúng ta thấy là cái việc tận và cái nguyên nhân đưa tới việc tận. Thì mình nghĩ là Bát Chánh Đạo là cái nhân và Niết Bàn là quả, đúng không? Chúng ta cũng phải tự biện bác, tự
phản biện mình tự đặt những câu hỏi này để chi? Để sau này mình nắm vững về tứ diệu đế chứ không thì mình hiểu lầm. Đương nhiên là cái khổ là quả của thế gian, cái tập là nhân. Có 10 cái tập nhân này mới dẫn tới cái đau khổ của cái quả thế gian. Nhưng mà niết bàn là diệt đế, nó có phải là quả của do chúng ta tu bát chánh đạo không? Lắc đầu phải đứng lên giải thích này nha. Nếu như cái niết bàn mà là quả thì nó cũng, niết bàn nó vẫn còn nằm trong nhân quả thì nó không phải là đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Đạo giác ngộ giải thoát không có nhân, cái giác ngộ không có nhân. Chúng tôi nhớ một cái bài kinh trong Tăng Chi thì Đức Phật nói là, bài này mình nói đi nói lại hoài á, có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra. Do có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó mà Đức Như Lai nói cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết. Nếu như không có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó thì lấy đâu mà Đức Như Lai nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết. Thì Đức Phật cũng đã khẳng định có cái không sanh, không diệt, không phải do tạo tác mà thành, không phải làm mà được, không phải tu mà chứng. Thì do có cái đó mà Đức Phật mới nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết. Chứ nếu không có cái đó thì lấy đâu Đức Phật nói. Như vậy chúng ta nhớ lại là trong cái câu của Ngài Xá Lợi Phất cứ nói là thấy cái thức, thấy cái tập khởi của thức, thấy cái diệt tận của thức và thấy con đường đưa đến diệt tận. Chúng ta dùng cái từ, Ngài Xá Lợi Phất nói rõ là con đường đưa đến diệt tận. Và con đường đưa đến diệt tận này có nghĩa là chúng ta là thực hành bát chánh đạo để chúng ta chứng quả niết bàn, đúng không? Rồi đó là bên cái phía sinh này thì bây giờ chúng ta diệt 10 cái tập nhân để chúng ta hết khổ, đúng không? Tại vì nãy là cái tập nhân dẫn tới đau khổ, có cái khổ thế gian là do 10 cái tập nhân tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ với cấm thủ tà kiến. Do 10 này cho nên mình khổ. Chúng sanh nếu không có 10 cái này là chúng sanh sẽ không bao giờ khổ, đúng không? Thì nhân quả nó rõ ràng. Chúng ta hiểu cái nhân quả như thế thì nó không có sai. Nhưng nếu mà nói là giết 10 tập nhân để được hết cái khổ này thì coi chừng chúng ta chưa đúng. Vì chúng ta nhớ lại cái đoạn mà mình lặp lại hoài là khi Đức Phật đã vượt qua tứ thiền ở trong cái bài khiếp đảm và sợ hãi thì Đức Phật hướng về quá khứ, Đức Phật thấy vô lượng vô số kiếp sanh tử của mình và tất cả chúng sanh thì Đức Phật liền chứng được túc mạng minh. Đức Phật hướng về vị lai, Đức Phật thấy vô lượng vô số kiếp sanh tử của chúng sanh. Chúng sanh này được ở đây như thế này thì kiếp kế nó sanh như thế nào, kiếp kế nó sanh ra làm sao, rồi chừng nào nó mới là chuyển hóa, tiến bộ hay là đi xuống, đi lên gì đó, tất cả mọi cái đều được thấy rõ. Thì thiên nhãn minh Đức Phật chứng cái thứ hai. Cái thứ ba, Đức Phật hướng tới lộ tận minh. Thì ngay khi ấy Đức Phật thấy khổ, thấy nguyên nhân của khổ, thấy diệt và thấy con đường đưa đến diệt. Thì Đức Phật liền chứng quả A-la-hán, chứng Phật quả luôn chứ không A-la-hán nữa. Thì từ khi trước Đức Phật thấy cái này, Đức Phật mới giảng một cái bài đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như nghe. Và có người chứng ả là hán nghi bài pháp đầu tiên. Thì vậy là theo tinh thần của đạo Phật, tinh thần gọi là đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng ngày buổi pháp đầu tiên của Đức Phật đã có ra từ khởi đầu của bản kinh Nguyên Thủy. Khởi đầu của cái cuộc hoằng hóa của Đức Phật. Vừa nói về pháp đầu tiên có người chứng quả là hán không thông qua công phu tu tập thì vậy là cái nhìn như thế nào mới gọi là chứng A-la-hán? Chứ nếu như bây giờ Đức Phật dạy ngay đó, ổng hành trì, ổng bắt đầu ổng diệt tham, diệt sân, diệt si, diệt mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến thì lấy đâu để ổng nghe Đức Phật nói? Mà này Đức Phật vừa nói xong chứng quả A-la-hán liền, tức là không có kịp làm gì hết. Chúng ta thấy rõ là điều này. Thì cái tinh thần đốn giáo nó có ra từ buổi ban đầu, từ thời thuyết pháp ban đầu là Đức Phật đã sử dụng tinh thần đốn giáo này rồi.
Qua tới Trung Hoa thì các vị mới bắt đầu làm lại, lặp lại con đường đốn giáo của Đức Phật. Nhưng cái con đường của Trung Hoa thì lại khác đi, cái ngộ của các vị Trung Hoa lại khác hơn so với cái buổi đầu Đức Phật khai thị rõ ràng lắm. Khác lắm luôn á, có dịp chúng ta sẽ bàn sau. Giờ đây chúng ta sẽ bàn về cái tinh thần thật của tứ diệu đế. Do Đức Phật thấy như thật khổ, như thật tập, như thật diệt, như thật đạo. Như hồi nãy hồi sáng mình nói là khi chúng ta tuệ tri cái thức, đúng không? Tuệ tri cái tập khởi của thức, tuệ tri cái diệt tận của thức và tuệ tri cái con đường đi đến diệt tận của thức. Nhưng lúc tuệ tri này, từ cái tuệ tri thức cho tới cái tuệ tri tập khởi của thức và tuệ tri cái diệt tận của thức, nó không xảy ra khác thời gian. Tức là ngay một cái nhìn thì có đủ cái thức, tập khởi của thức, diệt tận của thức, đúng không? Chỉ có cái nhìn đó thôi. Cái nhìn như hồi sáng mình nói là nhìn một cái là thấy tất cả các nguyên nhân sinh khởi ra ý niệm. Nguyên nhân sinh khởi đau khổ này cho tới tận cái nguồn của nó ở quá khứ. Nhưng dù thấy hết tất cả những cái chuyện xảy ra từ đây ngược về quá khứ hằng hà xa số kiếp đi nữa, thì một cái thấy nó cũng vẫn hiện ra trong một khoảnh khắc, trong cùng một thời gian, không trước không sau. Tại vì là khi thấy xuyên suốt quá khứ có nghĩa là gì? Có nghĩa là thấy được tập khởi của nó, và thấy tới tận cùng cái nguyên nhân sinh khởi, cái nguyên khởi ban đầu, cái nguyên sơ sinh khởi ban đầu của một ý niệm để dẫn vào sanh tử, thì cũng công một cái thấy này. Và do thấy tới tận nguồn nó rồi, hết chỗ để thấy nó luôn, đã thấy tận cùng. Thì thấy tận cùng này thì liền thấy cảnh giới thanh tịnh hiện hữu của Niết Bàn cũng nằm trong cái thấy này. Đây là tất cả những cái sinh và cái diệt, cái sinh và cái nguyên nhân để sinh, và thì hiện hữu cảnh giới thanh tịnh của Niết Bàn. Trong cái thấy cái cảnh giới thanh tịnh Niết Bàn, tức là có chánh kiến, có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Không trước không sau, nếu thấy có sai lệch một khoảnh khắc thời gian thì cái thấy đó là cái thấy rớt vào đâu? Thức tâm phân biệt. Thế như vậy tứ diệu đế nhìn sao? Khổ, nguyên nhân ở khổ. Cái khổ là quả, cái tập là nhân. Bây giờ diệt cái nhân để hết cái quả khổ. Niết bàn là quả, cho nên tu bát chánh đạo để chứng cái quả niết bàn. Đó là cái hiểu của gì? Có cái người đã thấy sai lệch. Chúng ta đã từng hiểu như thế này, cho nên chúng ta tu tứ diệu đế sai từ hồi xưa tới bây giờ. Chúng ta đã tu nhiều đời sai lắm chứ không phải đời này. Bởi vì nếu tứ diệu đế mà nhìn từ khổ qua tập, từ diệt qua đạo mà nó có khác đi một cái chút khoảnh khắc thời gian, có sai biệt một mảy may thời gian, thì cái nhìn đó là đã rớt xuống tầng tâm thức, không phải là cái nhìn của chánh kiến, không phải là cái tuệ tri. Cái tuệ tri thì không trước không sau, mà mọi vấn đề đều được hiện hữu, tức là trải suốt thời gian, trải suốt không gian đều được hiện trong một cái thấy duy nhất, thì đó là cái thấy của tuệ tri. Do đó Đức Phật thấy bằng cái thấy này, Đức Phật thấy bằng cái thấy này. Vì vậy mà Đức Phật chứng Phật quả. Còn mình thấy có trước có sau, cho nên mình mãi là chúng sanh. Và nếu mình thấy cái khổ nó khác thời gian với cái tập, cái diệt nó khác thời gian với cái đạo, và cái diệt cái đạo nó khác hẳn thời gian với cái khổ này, thì có nghĩa là chúng ta thấy không có trọn. Bây giờ ví dụ chúng ta thấy Niết Bàn không đi, không thấy cái sinh tử thì cái trí gì? Đương nhiên cái này là cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới thanh tịnh. Nhưng mà anh có Niết Bàn, có thanh tịnh, nếu anh không hiểu được cái khổ thế gian, anh không hiểu được nguyên nhân cái khổ thế gian, anh có đủ trí tuệ để có thể cứu giúp thế gian không? Không có, không có phương tiện. Cho nên cái hay trong cái cách diễn tả của hệ thống kinh nguyên thủy trong những cái bản kinh này, chúng ta thấy rõ là ngày Xá Lợi Phất cứ lặp đi lặp lại, anh thấy cái gì cũng được. Anh là căn tiếp xúc với trần thì anh thấy rõ là cái căn này, rồi tập khởi của căn, rồi là diệt tận của căn, nguyên nhân đưa đến diệt tận của căn.
Rồi thức cũng vậy, tất cả mọi cái đều được lặp đi lặp lại bốn cái điều này. Nhưng mà lặp đi lặp lại không có nghĩa là cái này nó khác với cái kia, cái thức nó khác với cái tập, không có khác trong cái thời gian thấy biết. Cho nên cái tuệ tri hiện hữu thì mất bóng dáng của thời gian, cho nên là không có trước, không có sau, không có chuyện trước sau. Trong một cái thấy nhìn thì cái thấy đó là cái tuệ tri. Cho nên nếu lúc chúng ta tuệ tri như thật khổ, như thật tập, như thật diệt, như thật đạo đang hiện hữu thì lúc đó là cái thấy của chánh giác, của chánh kiến. Chánh kiến không có thấy khác, không có thấy sai biệt thời gian và không có thấy sai biệt không gian. Cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều được thấy một lượt trong một khoảnh khắc hiện tiền. Còn cái từ khổ qua tập, từ diệt cho tới đạo, trong bốn cái này đều hiện hữu cũng trong một khoảnh khắc hiện tiền đó mà được tuệ tri một cách rõ ràng. Thật ra tứ diệu đế không phải là con đường để dụng công, con đường để tu tập, hay là tu cái này chứng cái kia, không có chuyện đó. Cho nên bây giờ mình thấy thế gian là khổ, và cái khổ đang hiện hữu nơi mình do nguyên nhân gì đó, có nghĩa là chúng ta thấy sai khác của thời gian, cho nên chúng ta không thoát khổ. Đơn giản là chúng ta không thoát khổ, đúng không? Mình cũng thấy rõ ràng là nguyên nhân của khổ là tham, là sân, là si. Do mình tham cho nên mình tham được, là mình sân rồi do vô minh cho nên tham gì đó, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ chẻ, chúng ta sẽ chia manh mún cái sự vật ra để chúng ta thấy từng đoạn, từng phần như thế. Chúng ta thấy có nhân rõ ràng đi đến cái quả ra làm sao, thì là chúng ta thấy đúng chứ không phải là sai trong cái chiều nhân quả của phàm phu. Còn Đức Phật thấy một lượt đầy đủ cả nhân lẫn quả hiện tiền. Từ nhân tới quả nó không quan cái gì hết. Ngay khi khổ đó là thấy nguyên nhân của nó. Ngay cảnh giới Niết Bàn là thấy con đường đạo của Niết Bàn. Thì như vậy là trong hai cái này, nếu mà nói về nhân về quả theo cái kiểu phân biệt thế gian thì có nhân có quả của thế gian. Nhưng nói về cái cảnh giới tuyệt đối của Thánh Hiền thì nó không có nhân quả. Trong một cái nhìn, cái khổ đó là nguyên nhân của nó đều được thấy rõ. Tại vì nếu như một sự việc xảy ra mà mình không thấy được ba thời thì xem như là mình thấy sai sự thật, thấy chưa đến sự thật chứ không phải là sai, đúng không? Thấy một ý niệm, mình chỉ thấy ý niệm hiện lên rồi ý niệm mất đi trên đầu của mình thôi, đấy là một cái sự thật mình đang thấy. Có nghĩa là mình đang thấy bằng cái tướng rõ ràng, có cái tướng của cái pháp hiện ra rõ ràng. Đó, như sáng mình nói là ngay cái bước một là chúng ta phải thấy một ý niệm nó hiện nguyên hình, nguyên tướng của nó. Nếu chúng ta chưa thấy ý niệm hiện nguyên hình, nguyên tướng một cách rõ ràng thì xem như chúng ta chưa có bước vào cửa thiền được đâu. Đồng thời, khi mà chúng ta đã thấy hiện nguyên hình, nguyên tướng đó rồi thì chúng ta vừa thấy cái tướng này thì chúng ta thấy nguyên nhân để có cái tướng này. Thì cũng đồng thời cùng một khoảnh khắc thời gian đó, không có lệch đi lệch lại, không có trước không có sau, thì chúng ta thấy được cái nguyên nhân sinh khởi của ý niệm này. Và chúng ta thấy được cái gì? Cái diệt tận của nó cũng ngay ngày đó. Vì cái anh này do duyên nó có ra, cho nên bản chất ảnh không có thật. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta thấy được diệt tận. Và khi chúng ta thấy được tới cái chỗ diệt tận của một ý niệm thì xem như là chúng ta thấy được tương đối là chuẩn xác của một niệm. Nhưng có khi một niệm hiện ra nó hiện cảnh giới vị lai, có khi một niệm hiện ra nó không hiện cảnh giới vị lai thì nó mất hoàn toàn. Nó hiện cảnh giới vị lai thì niệm đó vẫn còn quay lại với mình, và một lần hoặc hai lần nữa nó sẽ biến mất. Thì cái này là hồi sáng chúng ta nói rồi. Nhưng ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh một điều, tứ diệu đế không phải là do chúng ta diệt cái nguyên nhân của khổ để rồi được hết khổ. Đó, trong suốt cái bài khiếp đảm và sợ hãi thì diễn tả cảnh giới định thôi, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đúng không? Sau khi tứ thiền rồi là bắt đầu hướng tới quá khứ, hướng tới vị lai và hướng tới lậu tận, mà không nói tới cái chuyện gì diệt trừ cái nguyên nhân gì hết đó. Vậy mà Đức Phật vẫn chứng quả Phật. Đâu nói Đức Phật diệt tham, diệt sân, diệt si, diệt mạng, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến gì trong cái bài đó đâu. Không có diễn tả cái kiểu đó.
Như vậy là nếu như đi vào con đường thiền định, nhưng mà rồi đến cái lúc cuối cùng, đến giai đoạn cuối cùng hướng tới lậu tận, thì Đức Phật liền thấy rõ tứ diệu đế. Trước khi chứng thánh quả là phải thấy rõ tứ diệu đế. Trước khi thoát khỏi cái lầm mê sanh tử luân hồi thì phải thấy rõ tứ diệu đế. Đây là cái căn bản của tất cả giáo lý. Và ngay trong thập diệu nhân duyên chúng ta thấy từ đầu tới cuối là thấy cái duyên nào cũng phải thấy rõ tứ diệu đế mới thoát. Chứ cái duyên nào mà không thấy rõ tứ diệu đế là không bao giờ thoát. Vì vậy là tứ diệu đế là nền tảng để vượt thoát sinh tử luân hồi. Nhưng tứ diệu đế không có nghĩa là tu cái này chứng cái kia, mà là thấy như thật khổ, như thật tập, như thật diệt, như thật đạo. Tuệ tri cái khổ, tuệ tri cái tập khởi của khổ, tuệ tri cái diệt và tuệ tri cái đạo. Con đường đưa đến diệt tận. Rõ ràng là trong đoạn đầu của tứ diệu đế thì Ngài Xá Lợi Phất cũng nói như vậy. Và bắt đầu mới phối hợp của tứ diệu đế và 12 nhân duyên thì duyên nào cũng phải thấy bằng cái thấy tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế là một trong những bài giảng, bài học căn bản của tất cả những người học Phật. Nếu như chúng ta thấy lầm cái chỗ này thì chúng ta hiểu lầm cả cái hệ thống giáo lý của Đức Phật. Hiểu lầm. Và khi chúng ta hiểu lầm thì người ta công phu làm sao? Cũng trật luôn. Chắc chắn là trật luôn. Thế vậy là chúng ta coi lại hết tất cả những cái học thuyết tứ diệu đế từ xưa tới giờ. Coi lại đi. Đương nhiên là chúng ta không dám nói các vị sai, nhưng mà tôi nói là so với bản kinh nguyên thủy này đã lệch. Lệch với kinh, lệch với kinh. Kinh chưa bao giờ nói tới cái chuyện diệt hằng này còn hằng kia, diệt hằng kia, tu này chứng nọ, không có. Tu theo cái kiểu đạo đế là con đường này đi đến niết bàn, đi theo con đường này tới niết bàn, đi theo con đường kia tới sanh tử, hai con đường này phải chọn một. Cho nên là phải diệt con đường sanh tử, phải đi con đường niết bàn. Kiểu mình từ xưa giờ nó là như vậy. Nhưng mà sự thật là cái cảnh giới niết bàn có nghĩa là diệt đế đã là gì? Sẵn đủ. Đúng không? Cái sự thật làm mê, nếu còn thấy bằng lậu thì anh thấy có khổ, có vui, có sanh tử. Nhưng mà anh thấy bằng cái không có lậu, tức là cái tuệ tri thì không mang cái lậu theo. Tuệ tri thì sáng mình nói rồi, cũng như nhiều lần mình nói rồi. Và Ngài Xá Lợi Phất cũng rất là khéo léo dùng cái từ là chỉ có tuệ tri thôi, không nói cái khác à. Tuệ tri khổ, tuệ tri nguyên nhân dẫn đến đau khổ, tuệ tri diệt và tuệ tri con đường dẫn đến diệt. Chứ Ngài Xá Lợi Phất cũng không nói là nếu anh biết đây là khổ nguyên nhân, khổ cho anh diệt nguyên nhân để anh hết khổ cái đã. Diệt nguyên nhân để hết khổ rồi tu bắt chánh đạo để chứng cái diệt đấy. Xưa giờ mình học kiểu này. Và mình cũng đã từng hành cái này. Đúng không? Nếu như chúng ta vẫn còn hiểu tứ diệu đế theo cái kiểu học rồi hành, tu rồi chứng, thì coi chừng là chúng ta đã hiểu lầm tứ diệu đế. Tứ diệu đế không có cái chuyện học rồi hành, không có chuyện tu rồi chứng. Mà cái chuyện tứ diệu đế là thấy được như thật, không trước không sau của bốn đế. Và ai đủ cái trí tuệ để có thể thấy như thật hiện hữu của bốn đế này thì người đó là cái người không lầm sinh tử nữa. Thấy rõ tới tận nguồn niết bàn, tới cái cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát, lạc tới tầng diệt đế. Ở tầng diệt đế do cái thấy rõ đúng như thật cho nên đó là chánh kiến. Ở trong chánh kiến đó thấy rõ tất cả những cái thanh tịnh tuyệt đối hiện ra trong khắp pháp giới mười phương này, đó là chánh tư duy. Trong cái thấy đó không còn cái gì có thể sai sót trong cái thấy này nữa, không còn lầm lẫn bất kỳ một cái gì trong cái thấy này nữa thì được gọi là chánh tư duy. Rồi ở trong đó có đầy đủ tất cả những ngôn luận, ngôn thuyết phù hợp với cái gì? Chánh kiến. Nói ra cái gì? Khởi cái niệm nào thì cũng đều phù hợp với cái thấy như thật của chánh kiến. Cái thấy không có không gian, không có thời gian. Cho nên chúng tôi khi mà đọc lại cái bài này thì chúng tôi thấy một điều rất là
tuyệt vời ở trong hệ thống kinh nguyên thủy. Đúng là chúng ta học gì học cũng phải học kinh nguyên thủy một cách rất là cơ bản như thế này, để chúng ta thấy cái thời Đức Phật, Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài dạy cái cách tu tập gần như là đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng ngay tại chỗ. Không có dạy mình dụng công. Cho nên tôi nói, ủa sao hồi xưa cái thời nào Đức Phật cũng giảng cũng có người chứng A-la-hán hết rồi, chứng ngay tại chỗ. Đâu có nói có chuyện dụng công đâu, ngay thời đầu đã chứng A-la-hán rồi. Thế bây giờ sau này người ta lại bày đặt tu, bày đặt tu cho nên mới đi lộn xộn tùm lum. Chứ nếu mà thấy tư thế đúng vậy thì thôi rồi rồi, đâu có cần dụng công đâu. Cho nên tất cả các vị đều vận dụng cái tâm lực, trí lực của mình ngay nơi hiện tiền đã thấy rõ như thật của khổ, tức là tuệ tri khổ, tuệ tri nguyên nhân của khổ, thì cũng ngay nơi đó mà tuệ tri. Tuệ tri cái diệt khổ cũng ngay nơi đó mà tuệ tri, và con đường diệt khổ cũng ngay nơi đó mà tuệ tri. Thì trong bốn cái này tuy phân nó làm bốn nhưng nó hiện ra một lượt để có một cái thấy đầy đủ bốn cái này, thì cái thấy đó là cái thấy vượt thoát, thì được gọi là cái thấy của tự đại. Cho nên vô minh là không thấy được như thật của tự đại. Trong tất cả các sinh hoạt đời sống của chúng ta, khi nào chúng ta thấy như thật của tứ đế thì khi đó chúng ta hoàn toàn giải thoát. Khi nào chúng ta không thấy được như thật của tứ đế thì xem như chúng ta bị lầm. Chứ tứ đế không dành cho chúng ta dụng công, không dành cho chúng ta tu tập, không dành cho chúng ta quân quán, không dành cho chúng ta chứng đắc. Không có những cái chuyện này. Cho nên ai lâu nay nói là tôi tu tứ đế, tôi vận dụng tứ đế, tôi thế này thế kia tứ đế, là một cái thấy sai lầm. Tứ đế không thể vận dụng trước sau khác biệt, ở một cái khoảnh khắc thời gian nhỏ nhiệm nhất cũng không thể chấp nhận được. Đó là cái nhìn lầm về tứ đế. Chúng ta thấy khổ trước, hoặc là thấy tập trước, tập là nhân, khổ là quả. Giữa hai cái này chúng ta thấy sai khác thời gian, xem như chúng ta đã hiểu lầm rồi. Rồi cái việc và cái đạo nếu chúng ta thấy khác thời gian cũng là hiểu lầm. Thậm chí là cái chuyện sinh tử của khổ của tập, cũng như cái chuyện niết bàn, cảnh giới tu chứng, cảnh giới mà thanh tịnh của niết bàn, nó khác thời gian trong lúc chúng ta đang thấy cái sinh tử này cũng là cái thấy sai. Cho nên muốn thấy tứ đế là phải thấy như thật. Bốn cái này nó hiện hữu trong cùng một khoảnh khắc, không khác, không trước, không sau, thì là thấy đúng. Để chúng ta thấy là từ xưa giờ mình học tứ đế là sao? Thấy ra như thế này mình thấy mình học tứ đế có đúng không? Chúng ta hiểu sai lời Phật dạy mấy ngàn năm rồi, và do vậy chúng ta tu không có được kết quả. Đó cho nên là chúng ta, tôi nói là từ xưa tới bây giờ, chúng ta phải nói thật là cũng phải lại sám hối Đức Phật. Vô minh dày quá còn không thấy đúng sự thật của Ngài dạy. Con hiểu lộn cái lời của Ngài, hiểu không đúng cái lời của Ngài. Con đã từng dụng công trải bao nhiêu đời kiếp rồi mà nó cứ trật trật ngoài không, lý do là con thấy sai. Rõ ràng là chúng ta đã thấy sai. Chứ nếu chúng ta thấy đúng như thật này thì chúng ta làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì cũng sai. Thấy được như thật thì không có thể làm cái gì. Và như thật này thì phải thấy đúng như sáng giờ mình nói là trong mỗi mỗi cái hiện tướng, trong mỗi mỗi cái pháp của thế gian, chúng ta đều phải thấy đúng như thật của nó hiện hữu. Chúng ta thấy cái gì? Cái nguyên nhân để dẫn tới cái hiện hữu này, và chúng ta thấy được cái diệt tận của nó. Tức là thấy được cả ba thời và thấy được tứ đế. Thì giờ là chúng ta nghe một âm thanh, chúng ta cũng thấy, cũng nghe được ba thời, và chúng ta nghe đúng cái nghe của tứ đế. Thấy hình sắc, chúng ta cũng thấy ba thời quá khứ hiện tại vị lai, và chúng ta cũng thấy được tứ đế của nó, là chúng ta mới thấy đúng được như thật. Nhưng mà nghe nói tới bốn, nhưng mà thật sự không có cái gì bốn hết đó. Trong một cái thấy có đủ bốn cái này thì là chúng ta thấy đúng. Mà trong cái thấy chúng ta mà thiếu một trong bốn cái này là chúng ta thấy sai. Trong một cái thấy mà nó thiếu ba thời là chúng ta thấy không đúng sự thật. Thì vừa thấy đủ ba thời, vừa thấy tứ đế, mà thực sự ba thời nó cũng là tứ đế. Tại vì thấy cái này, thấy cái tập khởi, tức là thấy cái quá khứ, đúng không? Và thấy cái nguyên nhân sanh khởi, tức là thấy cái vị lai.
Như vậy là trong một cái thế nhìn của tất cả chúng ta, cái từ bây giờ, nếu chúng ta muốn đừng có lệch cái điều Đức Phật dạy, thì chúng ta phải đủ cái định tĩnh để chúng ta thấy mỗi mỗi cái sự vật mà chúng ta giao tiếp trong cuộc sống này, mỗi mỗi cái hiện tượng, mỗi mỗi cái sự vật, sự việc mà chúng ta đang biết ở đây, thì chúng ta đủ định tĩnh để thấy đầy đủ ba thời và thấy đầy đủ tứ đại, thì xem như chúng ta có chánh kiến. Còn nếu chúng ta không thấy được tứ đế của một âm thanh, một câu nói, một hình sắc, một mùi vị gì đó, tất cả mọi cái, thì coi như là chúng ta chưa có chánh tri kiến. Đó là cái thứ nhất về chánh tri kiến của tứ đế. Đúng không? Chứ không phải là chúng ta dụng công nữa. Ở đây trong kinh không có dạy dụng công, mình không có giảng theo dụng công, mình không có dám giảng sai chỗ này. Đúng không? Nói đúng như thật, thấy đúng như thật, là tự giải phóng mình chứ không phải là mình làm thêm. Do mình thấy không đúng như thật hiện hữu của tứ đế trên một cái hiện tướng đang xảy ra trong cuộc sống này, cho nên chúng ta bị lầm. Do mình có nghĩa là không thấy được như thật của tứ đế đang xảy ra, đang hiện diện trong cuộc sống này, trong mỗi cái thấy biết của chúng ta. Đó là chúng ta tạm thời kết thúc tới giờ đế, để thấy rằng là chúng ta có được cái may mắn là trở lại chúng ta học được cái bản kinh, phải dùng cái từ là bản kinh gốc trong hệ thống kinh Nguyên Thủy, nói về tứ diệu đế một cách rất là tuyệt diệu, mà chúng ta đã bị lầm lâu nay. Phải nói là chúng ta quá lầm về tứ diệu đế, chúng ta giảng lưng tinh lang tan về tứ diệu đế, mà cuối cùng chúng ta cũng tu cũng lan man luôn. Không có được cái gì. Chứ nếu mà thấy đúng trên tầng này thì chúng ta được tự do giải thoát liền. Cho nên con người tự do giải thoát là người thấy rõ hai mặt của vấn đề trong cùng một khoảnh khắc thời gian. Đồng tiền cũng có hai mặt, nếu chúng ta thấy được cầm đồng tiền trên tay thì chúng ta sẽ thấy được hai mặt nó cùng một lúc. Chân lý nó có đầy đủ hai mặt của vấn đề, từ cái sinh tử cho tới niết bàn đều hiện hữu trong tất cả các hiện tướng của pháp giới này. Không có cái gì không hiện đủ hai mặt cả. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy được hai mặt vấn đề, từ cái hiện tướng cho tới tập khởi, từ diệt tận cho tới con đường đưa đến diệt tận đó, thì xem như chúng ta thấy đúng. Cho nên thấy đừng có dội. Nhưng mà thấy cái này thì có thời gian á, là chúng ta đã sai rồi. Không dội nhưng mà không mất thời gian. Nếu có thời gian để chúng ta thấy, có thời gian để chúng ta hiểu là chúng ta đã sai rồi. Trong cái tuệ tri nó không có không gian, không có thời gian, mà xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai đều được thấy trong một khoảnh khắc hiện tiền, trong sát na hiện hữu. Rồi đó là cái khoảng không gian xa hoặc rằng nhiều hoặc ít, tốt hoặc xấu, lớn hoặc nhỏ, gì đó cũng được chúng ta thấy khắp biết khắp, cũng trong cùng một cái khoảng thời gian, trong cái khoảng không gian nhất định. Cho nên mỗi mỗi cái hiện hữu trong không gian này là mỗi mỗi cái hiện hữu của pháp giới, chứ không phải pháp giới là cái mênh mông. Mỗi mỗi cái hiện hữu này là đầy đủ cái quá khứ, hiện tại, vị lai, chứ không phải là có chuyện hồi nãy, có chuyện bây giờ, rồi chuyện chút nữa. Không có cái khoảnh khắc đó hiện ra trong đầu não của mình. Và cái hiện hữu đó nó không có sai khác với nhau, nhưng mà không có cái hiện hữu nào giống cái hiện hữu nào. Nó không có sai khác, nhưng mà nó hoàn toàn sai biệt, nó không có phải là một. Cái này nó không phải là cái kia. Cho nên cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là gì? Lý duyên khởi. Chúng ta bắt đầu bước qua lý duyên khởi. Lý duyên khởi là một cái nhìn của Đức Phật, vị thầy của mình. Mình có một cái vinh dự được học một vị thầy siêu tuyệt. Và trong tất cả các tôn giáo đã có mặt trên cái quả địa cầu này, từ xưa tới bây giờ chưa có tôn giáo nào đủ cái nhìn về thập nhị nhân duyên như vị thầy của chúng ta. Chúng ta có cái tự hào đó. Trí tuệ này, nhân loại cho tới giờ phút này cũng không ai có thể lý luận được một sự việc đủ 12 nhân duyên như Đức Phật. Đây là lý duyên sinh, lý duyên khởi của đạo Phật. Mà duyên sinh thì sao? Là vô ngã. Cho nên nếu chúng ta học 12 nhân duyên thì chúng ta phải học cho tới tận cùng cái vô ngã. Chúng ta thấy được sự thật vô ngã thì chúng ta mới thông thấu được 12 nhân duyên.
Bây giờ chúng ta nói lại theo, hôm nay mình học theo cái chiều hoàn diệt, bây giờ chúng ta nói theo chiều hoàn sinh, đúng không? Cái chiều gọi là cái chiều lưu chuyển, tức là vô minh thì gì? Duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục căn. Không có lục nhậm. Lục căn duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đức Phật nhìn cái có 12 cái này. Một hiện tượng nào xảy ra trong đời sống này cũng đều được Đức Phật nhìn đủ 12 cái. Có ai đủ cái trí tuệ nhìn ra 12 cái như Đức Phật không? Không có đâu, từ xưa giờ không ai có đâu. Đức Phật giải thích 12 cái này trong một hiện tượng, một sự vật. Ví dụ như con người chúng ta là một hiện hữu của 12 nhân duyên. Và hiện hữu của 12 nhân duyên cho nên không có cái chỗ được sanh ra. Không phải cái vô minh sanh hành nha. Ở đây là dùng vô minh duyên hành, chứ không phải là vô minh sanh hành nha. Nghe cho rõ cái điều này. Lâu nay mà nói vô minh sanh hành, có khi mình hiểu lầm là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh dinh danh sắc, là cái chừng chúng ta hiểu lầm. Vì nó vốn vô ngã cho nên không có người nào sanh ra, mà nó duyên, cái này có cho nên cái kia có. Cái này sanh cho nên cái kia sanh, chứ không phải là cái này sanh cái kia, đúng không? Trong lý duyên khởi nó rất rõ điều này. Cái này có cho nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không, cái này sanh cho nên cái kia sanh, cái này diệt cho nên cái kia diệt. Đây là lý duyên khởi của đạo Phật, chúng ta phải nắm vững điều này. Chứ không phải cái này sanh là sanh cái kia, không có cái chuyện này. Và trong 12 nhân duyên này, Đức Phật cũng xuyên suốt 12 cái trong một cái thấy nhìn của mình, không phải cái này sanh cái kia. Hiểu điều này một cái đầu tiên, đúng không? Bây giờ bắt đầu chúng ta bước tới một bước về nhân quả của 12 nhân duyên. Vô minh và hành được xem như là quá khứ, đúng không? Lớp đầu tiên, lớp thứ nhất, hai cái anh đầu tiên này là vô minh duyên hành. Thì khi anh hành nó tới anh thức, bắt đầu mới có cái chuyện phân biệt, là bắt đầu là cái quả của hai anh này, là cái hiện tại. Thức, danh sắc, lục căn và xúc. Thì vốn cái ông này là cái gì? Là do hai anh kia duyên. Nhưng mà nếu nói về nhân quả thì do vô minh và hành cho nên có cái quả là thức, là danh sắc, là lục căn và xúc. Do có xúc, tức là bắt đầu bốn anh này tiếp tục là nhân. Không có xúc làm sao có thọ. Cho nên thọ là quả, ái là quả, thủ hữu là quả. Đó là lớp thứ hai. Do có cái thủ, cái hữu cho nên mới sanh. Cái hữu này là nhân để sanh cái đời sau. Thì cái thủ, cái hữu á, tức là xúc nè ha, thọ nè, ái nè, thủ và hữu á, là nhân để sanh. Và có sanh cho nên có lão tử cặp nhân quả cuối cùng. Thế vậy trong nhân duyên đó có mấy? Ba cặp nhân quả rõ ràng. Thế vậy là nhân có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhân tố quyết định để hình thành cái sự việc, sự vật gì đó. Duyên là cái nhân tố phụ trợ. Mà phải có nhân là nhân tố quyết định, và cái duyên mới hình thành cái mới. Chứ nó không có thằng này sanh kia nữa. Thì có cái nhân tố này, có cái phụ trợ này, nó mới hình thành cái này. Chúng ta bây giờ chúng ta bắt đầu lý luận 12 nhân duyên theo cái kiểu mà kiến thức học viện kinh điển một chút. Tại vì khi mà học 12 nhân duyên là chúng ta phải nhìn nhiều gốc của nó. Vì lý nhân duyên là cái chính của con Phật. Chúng ta là con Phật cho nên chúng ta phải nhìn tất cả các góc cạnh của nó, để khi nói tới 12 nhân duyên là kiểu gì mình cũng thuyết được bài ngọt ngào cho người ta nghe. Tôi con Phật mà, cái này là Phật đẻ ra, là tôi phải hấp thu cho trọn vẹn để tôi có thể nói bằng mọi chiều kích của nó về nhân duyên. Và chúng ta thông thạo nhân duyên, tức là chúng ta thông thạo lý duyên sinh của đạo Phật, là cái nhân sinh quan của Phật giáo. Và khi nào chúng ta thông thạo nhân sinh quan rồi thì vũ trụ quan này chúng ta sẽ thấy một cách tường tận rõ ràng. Còn nhân sinh quan mà chúng ta không thấy, coi như vũ trụ quan chúng ta lầm luôn. Nhân sinh quan chính là cái sự hiện hữu của mình. Sự hiện hữu của mình là hiện hữu của 12 nhân duyên. Do đó nếu mà cái hiện hữu đang có này mà chúng ta không thấy được đúng 12 nhân duyên thì coi như chúng ta đã thấy khiếm khuyết, thấy không đúng đến sự thật của vấn đề. Bây giờ chúng ta nói trở lại cái đầu tiên là vô minh.
Nhắc lại, vô minh không có phải sanh cái hành. Thì vô minh là cái gì? Mình định nghĩa hồi nãy rồi đúng không? Vô minh là nếu như định nghĩa theo giáo lý Đại Thừa là gì? Là chúng ta không thấy được sự thật của chân lý. Cái người mà ngay cái nhìn đầu tiên không có nhìn đúng cái sự thật hiện tiền hiện hữu này. Cái sự thật hiện tiền hiện hữu không không gian, không thời gian này trong cái thấy đang hiện hữu ở đây. Thì cái không không gian, không thời gian là cái vốn có, cái hiện hữu, cái hiện tiền rồi. Nhưng mà chúng ta không thấy được. Chúng ta thấy cái hiện tướng của tất cả các pháp. Chúng ta thấy các pháp có tướng. Chúng ta nghe âm thanh. Và khi mà một người thấy đúng như thật thì cái thấy đó không phải lệ thuộc trong lục căn. Thì như vậy là không phải do căn mắt mà thấy hình sắc, không phải căn tay mà nghe âm thanh, mà chúng ta có một cái gì thấu suốt hình sắc, âm thanh, mùi vị trong cùng một khoảnh khắc như nhau, không trước không sau, thì cái thấy đó là cái thấy vượt thoát khỏi cái lậu, được gọi là thoát khỏi vô minh. Nhưng chúng ta không thấy nổi cái này. Và ở thấp hơn thì chúng ta không tuệ tri được sự thật của nó, không tuệ tri được tập khởi của nó, không tuệ tri được diệt tận của nó, và không tuệ tri được con đường đưa đến diệt tận của nó. Cho nên là chúng ta vô minh. Thì trước giờ mình thấy nghe mình thấy đủ rồi không? Không, cho nên vô minh. Vô minh. Đang thấy, đang nghe này là vô minh nghe, vô minh thấy. Chứ tại vì chúng ta thấy bằng lậu, chúng ta thấy bằng sự mê mờ và thấy bằng lậu. Có cái nào chúng ta thấy, chúng ta nghe thoát khỏi lậu không? Không, tại vì thấy bằng căn mà. Nghe bằng căn là dính trong sâu trong lậu rồi. Đã thấy nghe bằng mắt, bằng tay là đã rớt vào lậu rồi. Tức là đó là cái thấy nhìn của vô minh. Đức Phật nói rõ cái điều này. Và do cái nhìn sai chân lý, ngay cái nhìn ban đầu đã sai chân lý rồi, thì tất cả những cái chủng tử nghiệp thức nó vận hành với một tốc lực kinh khủng không tạm dừng, để nó bắt đầu nó mới tạo ra, nó duyên cái thức. Ở đây nói tới cái hành, thì là tất cả những cái chủng tử nghiệp thức vận hành với một tốc lực kinh khủng không ai đo đong đếm được đâu. Cho nên tới hồi sáng mình nói tới một cái ngày mà mình thiền định á, mà mình thấy tất cả những cái vận hành cuồn cuộn nơi tâm thức chúng ta, từ thô cho tới tế, từ nhiều tới ít, cho tới những cái vi tế, cho tới những cái móng khởi manh nha nhỏ nhiệm nhất đang sinh khởi bằng một phần triệu của giây, chúng ta cũng thấy được nó, thì mới thấy được tận cùng của cái hành ấm, mới phá được cái sinh tử này. Cho nên cái hành nó là một cái gì vô tận mênh mông, nó dung chứa tất cả những cái duyên sinh muôn vạn kiếp của mình cho tới bây giờ. Thì nó thuộc về quá khứ. Do cái nhìn ban đầu, ví dụ như chúng ta nhìn một cái sự vật, chúng ta đang nghe âm thanh, thì chúng ta nhận biết âm thanh bằng căn, có nghĩa là chúng ta rớt xuống lậu rồi. Rớt xuống lậu rồi cho nên là bắt đầu nó, cái hành nó vận hành. Hành vận hành cho tới nó môi hết những cái chủng tử nghiệp thức ở trong quá khứ mà chúng ta đã từng nghe cái âm thanh này. Thì chúng ta nghe là chúng ta cảm giác là âm thanh này quen này, cái âm thanh này nghe quen quá nè, nhưng mà không biết là cái gì. Thì trong chớp nhoáng nó lòi ở đâu ra không biết nữa, nó trả lời là âm thanh này là ông thầy, âm thanh của ông thầy quen quen nữa, không biết ông thầy nào, không? Cái nó mơn hồi ra là cái ông này là giống giống thầy Tệ Hải nói á. Đúng không? Thì hành nó môi nhiêu ra, cái hình thức nó thấy ờ đúng rồi, cái ông đó ông nói cái tiếng kiểu đó đó, là thức bắt đầu có mặt. Vì vậy là mới có cái âm thanh quen và âm thanh của cái người đó thôi, thì bắt đầu có danh và có sắc. Thì ông nói đó là nói cái gì? Là danh. Và âm thanh nó hiện ra hay hay dở, tốt hay xấu, đúng hay sai, thì vừa thức phân biệt, vừa có danh sắc hiện ra. Và như vậy thì nói tới một cái nghe thôi, trong lúc đó chúng ta đang nghe, chúng ta có thấy không? Cho nên nó hiện hữu cả danh sắc và nó hiện hữu cả lục căn của mình một lượt. Tại vì bây giờ mình đang lắng nghe thôi,
thì âm thanh mình đang nghe rất là rõ, nhưng mình đang vẫn mở mắt mà để mình thấy hình sắc mà, đúng không? Lúc này xung quanh có mùi gì chúng ta cũng nhận biết được, và lưỡi chúng ta nó đang như thế nào chúng ta cũng nhận biết được, cái thân chúng ta đang nóng lạnh trơn láng gì chúng ta cũng nhận biết được. Thì như vậy là ý chúng ta đang khởi cái gì chúng ta cũng thấy được. Nếu chúng ta bình tĩnh thì chúng ta thấy rằng nó có đầy đủ lục nhọc trong một khoảnh khắc chứ không trước không sau. Và khi mà chúng ta nhận diện được đầy đủ cái lục căn nó hiện hữu một lượt á, thì sao? Thì cái sự so sánh phân biệt của nó sẽ có một cái gì? Nhẹ đi cho nó không có bị nặng trọc gì. Nếu chúng ta bám chấp một căn thì cái dính mắc nó nhiều. Nhưng mà khi cái hiện hữu của sáu căn một lượt á, thì chúng ta thấy rõ ràng khi mà chúng ta thấy được một lượt á, thì cái sự chấp trước nó sẽ không có xảy ra. Giống như bây giờ một người sao đang nhìn trước là thấy hết tất cả những cái đầu của những người trước là thấy tới chết tường. Thì lúc mà chúng ta thấy một lượt như vậy chúng ta không có chấp đâu hết đó. Tự nhiên sao thấy có người cái đầu bạc trắng người ta. Tức là chúng ta bắt đầu trụ lại một người để chúng ta phân biệt là cái người này tóc bạc là do họ tuổi già gì gì đó vân vân, đúng không? Thì vậy là khi mà một cái thấy chúng ta thôi, nếu mà chúng ta thấy hết, chúng ta không thấy riêng rẽ, thì cái sự so sánh phân biệt chấp mắt nó cũng sẽ không có xảy ra. Nhưng lần này là sáu căn xảy ra một lượt. Cho nên, nhưng mà trước khi sáu căn thì bắt đầu là từ hành ấm nè. Hành ấm nó vận hành để nó sinh ra cái phân biệt của hình sắc. Tức là nhãn căn, nó sinh ra nhãn thức, đúng không? Rồi nó vận hành để nó sinh ra cái nhĩ thức. Nó vận hành để nó duyên ra cái tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhưng mà không phải cái hành này nó sanh sáu hằng này đâu. Sáu hằng thức này không phải do hành sanh, mà do có cái thấy nhìn, cái hiện hữu của một cái sự việc, sự vật, từ hình sắc cho tới âm thanh, tới mùi, tới vị, nó đang hiện hữu trong không gian này. Và do cái lúc chúng ta vô minh cho nên chúng ta thấy nó. Do thấy nó cho nên tất cả những cái ký ức của cái sinh tử nhiều kiếp mà chúng ta quân tập bây giờ nó hiện ra. Và khi nó hiện ra thì nếu như nó hiện ra ở hình sắc thì cái nhãn thức bắt đầu sân phân biệt. Hiện ra cái âm thanh thì cái nhĩ thức bắt đầu phân biệt. Hiện ra cái mùi thì tỷ thức bắt đầu phân biệt. Hiện ra cái lưỡi thì thiệt thức bắt đầu phân biệt. Hiện ra nơi thân thì thân thức bắt đầu phân biệt. Sự phân biệt ở nơi thân và hiện ra nơi ý thì cái thức thứ sáu, thức ý thức bắt đầu phân biệt. Thì như vậy là trong cái chỗ mờ tối không thấy rõ tử đế mà tiếp xúc với duyên ngoài, và duyên ngoài nó đang hiện hữu như thế này, thì bây giờ cái vận hành của quá khứ nó hiện khởi với tất cả những cái chủng tử liên quan tới cái hiện tướng ở hiện tiền chỗ mà chúng ta đang tiếp xúc đó. Thì giờ là hành nó sẽ lôi hết tất cả những chủng tử nghiệp thức ra để thấy rằng là chúng ta thấy một cái sự việc là do hành nó lôi cái đó ra để mới biết cái này. Thì thức bắt đầu phân biệt, thức phân biệt để chấp nhận cái quá khứ đó. Thì ví dụ như cái này là bông thì là danh chứ gì nữa. Cái hình sắc nó là cái hình tròn, hình vuông, rồi hình bầu dục, cái hình gì gọi là sắc. Thì tới cái mức độ mà chúng ta thấy rõ cái hình tướng của nó và có tên của nó thì danh sắc bắt đầu hiện ra. Và đã có danh sắc rồi, tới lúc đó căn mới thấy rõ. Cho nên tới cái căn này thấy được một sự vật là nó nằm ở sau hành, sau thức, sau danh sắc. Tại ra chúng ta tới hồi mình hay được là mình thấy, mình hay được mình nghe, là cái hành đã hoạt động, cái thức đã hoạt động, cái danh sắc đã hoạt động, cho tới cái căn mới hoạt động. Căn tới thằng lớp thứ tư rồi. Cho nên đã mình nói mình thấy cái này có nghĩa là gì? Là quá sâu xuống cái tầng sinh tử đã bằng lậu hoặc để thấy, lậu hoặc để nghe, sao hành, sao thức, sao danh sắc mà. Cái căn nó có sao danh sắc. Thì danh thì trong cái 12 nhân duyên gọi là tâm mình, sắc gọi là tứ đại, là cái hình tướng. Thì nó có cái tên đó và có cái hình tướng đó. Ví dụ như tên bông thì nó được xem giống như là cái danh, đúng không? Còn cái bông, cái hình tướng gì
bông do tứ đại hòa hợp cho nên nó là sắc. Thấy Đức Phật mình siêu đó đúng rồi, tới đây thôi là đã thế giới này không có mấy người thấy được rồi. Cười đầu tiên mà nói lên được cái chuyện này, tới đây thôi là mình đủ lại rồi. Đúng không? Nhưng mà đâu có vừa đâu, thấy tiếp nữa. Thì khi đã có lục căn á, thì sẽ sanh cái xúc, tức là lục căn lúc này nè, mắt mới thấy hình sắc nè, cái tai để nghe âm thanh nè. Thành ra trước khi tới cái mắt thấy hình sắc, cái tai nghe âm thanh là cái gì? Là cái danh sắc đã hình thành. Danh sắc hình thành nó trong cái vọng chứ chưa có thành cái thật nữa. Thì vậy là nó chưa có dính gì tới cái đầu của mình hết á. Nó còn ở đâu ngoài hư không á? Bao nhiêu cái ý niệm sinh tử nó còn đầy ở trong hư không này. Và cái mờ tối để phát sinh nhận diện được một sự vật, hành vận hành để thức bắt đầu chấp nhận, thấy có mình, thấy có mặt cái sự vận hành của hành ấm. Và lúc này ngã bắt đầu nó sinh ra. Thấy có sự sai biệt là bắt đầu ngã sinh ra. Ngã sinh ra từ thức. Chết trước cái vô minh là chưa có biết cái gì đâu, vận hành cũng chưa có biết cái gì đâu. Nhưng mà tới anh thức bắt đầu thấy có sự sai khác, thì anh thức mới bắt đầu nói lên chuyện là ta ở đây đây, ta bắt đầu làm việc nè. Thức bắt đầu xưng danh xưng tánh. Bản ngã bắt đầu được trỗi dậy từ cái thức này. Và khi bản ngã trỗi dậy thì hình thành cái danh sắc là có thân có tâm của mình. Và khi có thân có tâm thì bắt đầu mới có căn hoạt động. Nó lớp lan rõ ràng. Cho nên mình thấy để mình nghiên cứu cái này đúng hay là sai, nghe để mình phân biệt cái này như thế nào, thì nó quá sâu dưới kia rồi. Không bao giờ thấy ngược được cái nguồn vượt ngoài cái thân căn. Khi chưa có thân căn này là hành đã hoạt động. Và bắt đầu thức hoạt động mới hình thành thân căn. Cho nên cái sự việc gì đó xảy ra là trước khi cái não bộ chúng ta hoạt động. Điện nó tới mình suy nghĩ rồi mình mới biết. Thật ra tôi nói tôi không biết tôi có suy nghĩ không đó nha. Nhiều khi mình nói lẹo quá không biết suy nghĩ thì sao nó kịp nữa. Bây giờ là những cái thấy, những cái biết của mình nó không có cần thông qua cái thức đâu. Mà mình thấy biết ở đâu á, để nó thấy ra sự vật, để bắt đầu nó làm cho cái thức phân biệt bắt đầu nó mới động tới cái hào quang mà mình hay nói. Hào quang mình động nó mới động tới nơ rong mão độ, khiến nơ rong não bộ nó hoạt động rồi mới sanh ý niệm. Sanh ý niệm rồi nó mới ảnh hưởng tới gì? Tới quan nguyên khí hải, nó mới từ quan nguyên khí hải nó phát khí là nó động tới thanh quản, nó mới ra một âm thanh của mình. Chứ không phải là cái đầu này động trước rồi mới sanh ý niệm, mới sanh lời nói. Thì mình thấy chừng đó thôi, mình thấy có nhiêu kể từ khi mà danh sắc đã hình thành thì mới bắt đầu có ngôn ngữ, đúng không? Là mình thấy ở cái đoạn kết rồi, mình thấy ở kết quả sau cùng rồi. Đó, thì Đức Phật đã thấy rất là rõ là trước khi có âm thanh, tức là thấy rõ ràng Đức Phật thấy là cái gì? Thấy cái âm thanh đó, thấy cái tập khởi của âm thanh, thấy cái suy nghĩ và thấy cái tập khởi của suy nghĩ, thấy hình sắc và thấy cái tập khởi của hình sắc. Thì Đức Phật thấy rõ từ cái tập khởi của nó là cái ông kia kìa, ông kia là cái ông hành kìa. Ông hành ổng chứa đủ hết tất cả những cái mà ổng đã quân tập. Nếu có một cái gì mà từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ mình chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng ngửi, chưa từng nếm, chưa từng xúc chạm, chưa từng biết tới, thì bây giờ kêu mình khởi cái niệm đó mình khởi nổi không? Không có đâu khởi. Có cái đó là nó dung chứa trọn ở trong cái hành này. Cái hành này hôm trước mình nói giống như cái A Lại Gia Thức, nó dung chứa tất cả những chủng tử nghiệp thức. Và nó vận hành với một tốc lực kinh khủng, không bao giờ có ai có thể cân đo được cái vận tốc, cái tốc lực của hành ấm đang vận chuyển trong cái không gian này. Và nó là dung chứa tất cả những chủng tử nghiệp thức, và nó chính là sự sống của tất cả chúng sanh. Nhưng mà không phải do hành sanh thức. Thức là một thằng cha nào đó không biết nữa. Nếu mà anh hành này anh động thì anh thức này có mặt. Anh hành này không động á thì thức ngủ chơi. Nó lấy gì nó phân biệt? Không có dữ liệu để phân biệt. Cho nên đó là có đôi lúc mình cũng nhìn cái mình cũng không phân biệt cái gì, cái mình đơ đơ ra vậy nè.
mắt mình giống như trời trồng, đứng trồng luôn, nó không nhúc nhích, mà mình cũng không hiểu được cái gì ở đằng trước nữa. Nguyên cái gì nó hiện là nó hiện nguyên cái đó, mình không hiểu gì hết đó. Là lý do lúc này anh hành, anh không có hoạt động, cho nên không có cung cấp dữ liệu. Không cung cấp dữ liệu thì thức nó không có này A, B, C, nó không có tên, không có tuổi gì mấy anh này được hết đó. Có không có lúc nào mình vậy không? Có là lúc mình ngồi đơ đơ kiểu đó. Có một khoảnh khắc là hành nó tạm giống như là nó không có hoạt động, để nó đem cái ký ức ra cái duyên đang hiện hữu. Khi có cái duyên hiện hữu thì cái hành nó đem tất cả những cái gì liên quan tới cái duyên hiện hữu để nó phân biệt đúng sai hay dở, là bắt đầu đem ra một cái chủng tử, một đống chủng tử như vậy. Thì anh thức ảnh lấy cái hàng gì để ảnh gắn kết cho nó phù hợp với cái đang thấy đang nghe đó, để nó tạo thành cái danh và cái sắc đó. Thì lúc đó cái căn mình mới bắt đầu hay ra, à tôi đang thấy hình sắc này là tên gì. Cho nên tới hồi mà mình là thấy cái này là hoa, này là lá, này màu xanh, này màu vàng, hiểu chưa? Màu trắng, màu đen cái gì đó thì nó là gì? Chúng ta đã chìm quá sâu ở trong sinh tử rồi, cho nên mình đâu có kịp nữa đâu. Không có kịp làm gì, cho tới khi căn hoạt động là chúng ta không có kịp làm cái gì nữa hết á. Thì vậy cho tới xúc thọ ái thủ hữu ơn sao mà nói mình dẹp, mà nói mình trừ là được để thoát khỏi sinh tử, thoát gì nổi. Không cách nào thoát nổi hết, nó phải từ gốc. Thức hy vọng, ngang thức thì có thể hy vọng, tức là chúng ta tắt được cái sự so sánh phân biệt của ý thức thì bản ngã này nó mới hy vọng nó tắt. Chứ còn sau ngang thức thì đừng có hy vọng mà tắt. Thức đã rớt xuống cái tầng so sánh phân biệt rồi thì sanh tử tiếp nối truyền miên, chứ đừng có nói ai mà có thể làm tài lanh mà cắt ái rồi cái gì cắt thọ tùm lum hơn sao á. Đó là cái ngọn gốc này nó sanh tiếp, hành còn nó sẽ thanh tiếp. Cắt đường thức mà không có cắt đường hành tiếp tục bị sanh. Các đường hành mà vô minh lậu nó còn là nó cũng phải sao, nó duyên thành hành mới. Thì cuối cùng là phải cắt được vô minh. Tới gốc rồi chứ không tới gốc là không bao giờ banh được cái nhà này hết rồi đó. Cho nên là giáo mình nói mình thấy một cái là phải thấy tận cái nguồn sinh khởi nguyên sơ của nó là mới tới gốc được. Không thấy tới tận nguồn sinh khởi nguyên sơ của nó là không bao giờ chúng ta cắt được cái gì. Thì vậy là trong một cái thấy nhìn của chúng ta là có là vô minh. Đức Phật thấy rõ ràng là vô minh là do chúng ta tâm tối, chúng ta không thấy rõ được tứ đế trong cái nhìn này. Thì bắt đầu cái chủng tử nghiệp thức sinh khởi, bắt đầu ý thức khởi ra phân biệt. Phân biệt rồi thì nó sẽ có danh tánh, có hình sắc của cái sự vật đó là danh tướng. Và cái danh tướng đó được cái gì? Bắt đầu nó hình thành cái căn. Cái từ lục căn cũng như là lục nhập là cửa ngõ để bắt đầu gì? Nhận vào và đưa ra. Lục căn giống như cái cửa để nhận vào đưa ra. Thì có lục căn nó giống như cái cửa để người ta bước vô bước ra thôi. Lục căn nó chỉ là cái cửa thôi, nó không có giá trị gì. Nó không có giá trị gì đúng không? Ở cửa này đóng thì không ai ra vô được. Giống như mình nhắm mắt mình không thấy được ở bên ngoài. Thì đã có lục căn thì sao? Thì xúc sẽ có. Không phải là dục lục căn nó sinh cái xúc, mà có lục căn là tự động xúc cũng có, tức là lục căn nó duyên xúc. Duyên tức là cái phụ trợ, lục căn mới là cái nhân. Thì vậy là cái duyên tức là phụ trợ. Có cái lục căn cho nên là có cái duyên thành ra nó xúc. Thì không phải là xúc sanh thọ, xúc nó duyên cái thọ. Vì cái thọ nếu như mà căn thấy trần, mắt chúng ta thấy hình sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, hoặc thân chúng ta xúc chạm, thì chúng ta đang xúc. Và cái xúc này nè, như hôm trước mình nói rồi đúng không? Xúc này nó có đủ thứ từ thô cho tới tế, rồi kèm theo là cái ái, kèm theo cái hữu và cái thủ. Ví dụ như bây giờ mình được mặc chiếc áo rất là đẹp. Và khi mà mình mặc chiếc áo này lên, toàn thân của mình được xúc với cái
cái mịn màng, cái mềm mại của cái vải khiến cái da chúng ta nó có một cái cảm giác là chúng ta rất là mềm mại, rất là dễ chịu. Thì chúng ta xúc nó một lần rồi, xúc một lần rồi, chúng ta thích cái vải đó. Và sau này đi mua thì lựa đúng đúng cái vải đó đó. Cái vải khác là tôi mặc tôi không ưa, đúng không? Phải vải đó mới được. Vì chúng ta đã xúc là chúng ta đã sanh nhờ cái nó chạm nơi da của mình, mà cái thức á, nó bắt đầu nó mới nhận định, nó nhận định, nó thấy rằng cái này là mềm mại dễ chịu, đúng không? Và nó đã chấp nhận. Thì khi mà thức á, nó nhận định, nó chấp nhận rồi thì thọ nó bắt đầu nó mới sanh, rồi ái bắt đầu nó mới sanh, rồi thủ hữu nó sanh. Tức là nơi tâm mình đã có cái dữ liệu của cái giải màu này, giải này là được giải gì đó, lấy lụa Hà Đông hay là giải gì đó đại khái. Đúng không? Nó có tên có tuổi nó rồi đó. Thì vậy là từ đó là nó có sắc nè, có hành ha, rồi có thức, rồi có danh sắc, đó là nó còn có tên rồi đó. Danh sắc rồi nó bắt đầu có lục nhập. Thì lần sau ví dụ như mình cầm tới cái giải này đi, mình để là mình cầm thôi, chưa từng để là giao vật, mắt mình đã một lần thấy, tay mình đã một lần cầm nắm nó rồi, tức là một lần mình đã xúc nó rồi. Thì lần sau mình chỉ cần lấy cái tay mình chạm tới giải thôi thì mình biết giải này không phải là giải lụa Hà Đông, giải này là giải gấm. Gì đó đại khái là vậy. Chúng ta phải khi mà chúng ta xúc nó đủ để nó phân biệt trên cái bàn tay của mình, chứ không phải là đợi tới cái con mắt. Đúng không? Có những người nói là tôi nhắm mắt tôi cũng lựa giải nào tốt, giải nào xấu nữa đó thầy. Đúng không? Có nhiều người sành giải là họ biết cái vụ này, đúng không? Rồi nhắm mắt rồi nữa thì cái tay nó đang xúc, xúc là xúc của cái tay. Đó thì vậy là cái tay xúc nhưng mà nó có danh sắc của cái giải không? Có, nó hiện là giải này, giải cao tây Mỹ này, giải này, giải cao tây Nhật này, giải này, giải 8, giải gì đó đại khái là vậy. Thì danh sắc của thằng này nó hiện ra. Thì danh sắc hiện ra tức là cái căn của mình nó đang chạm rồi nó đang xúc nè. Thì vậy là mình thọ cảm trên nó, rồi mình ái, mình thủ, mình hữu, mình sanh, mình lão tử trên đó. Thì Đức Phật thấy rõ ràng là cái nguyên nhân tới người này sanh cho tới chết. Nhìn ra mình là mình đang sanh, đúng không? Thì nhìn một con người Đức Phật thấy trước khi sanh là có gì? Có hữu, có thủ, có ái, có thọ, có xúc, có căn, rồi có danh sắc, rồi có thức, rồi có hành, có vào mình ở phiên trước á. Thấy người Đức Phật sẽ thấy hết, đó gọi là thấy người này, thấy được tập khởi của họ. Tức là thấy sự vật thì thấy luôn cái tập khởi của nó. Có ai thấy vậy đâu? Từ xưa giờ thế gian có mấy người thấy không? Chỉ có Phật thấy thôi. Phật thấy thôi. Rồi Đức Phật cho tôi, Đức Phật đâu có thấy là mày sanh vậy đâu, mày muốn mày chết kìa. Đó, cho nên Đức Phật thấy luôn lão tử, thấy sanh, thấy khổ, tức là thấy u bi khổ não sau khi sanh. Tức là Đức Phật nhìn một người thì Đức Phật thấy cái chuyện ưu bi khổ hảo của họ nè, rồi thấy bắt đầu dẫn tới cái tử nè. Cái tử này thì là mù mịt trong sinh tử sắp tới, rồi bắt đầu mới duyên trở thành vô minh, rồi bắt đầu duyên hành, duyên thức, bắt đầu một dòng sinh tử tiếp nối. Tức là khi thấy một con người là thấy một cái dòng sinh tử luân hồi của họ. Thông qua 12 nhân duyên này, một người mà thấy rõ 12 nhân duyên như Đức Phật thấy thì vậy là người đó đã thấy một dòng luân hồi có một kiếp chúng sanh, không phải một kiếp nữa mà dòng luân hồi bất tận của chúng sanh. Khi chúng sanh không phá vỡ được cái vô minh, bây giờ thấy làm sao để có thể cắt được 12 nhân duyên đó, thì từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Bây giờ cái lớp nhân quả đầu tiên là hai anh. Hai anh này là coi như là cội gốc của 12 nhân duyên. Nhưng mà không phải là sanh 12 nhân duyên, chúng tôi dùng là cội gốc, mà người ta cứ tưởng tượng cội gốc cứ là sanh cành, sanh lá ở trên là không đúng. Đương nhiên là cái người còn vô minh thì còn tiếp tục sanh tử luân hồi, nhưng mà không phải là do vô minh là cội gốc của sanh tử luân hồi. Không phải vô minh làm chúng ta sanh tử, mà do chúng ta không thấy sự thật cho nên chúng ta nhận lầm con đường đi của mình nên đi sanh tử. Chứ vô minh nó không có sanh cái sanh tử, vô minh nó không sanh cái hành, tại vì vô minh nó không có hành. Mà vô minh lậu thì có hành, vô minh không thì không có hành, mà lậu tức là có hành. Lậu tức là những cái chủng tử mà mình đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp. Khi mà chúng ta chạm tới một cái duyên nào mới thì
cái chủng tử nó bắt đầu nó mới sinh khởi ra. Mà chúng cái chạm đó là ở cái chỗ nào? Ở chỗ căn trần chạm nhau, tức là ở cái chỗ xúc. Mình nói quá nhiều về xúc, mất thời gian với cái xúc rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà tại vì mình không bao giờ không xúc. Mình ngồi đây chứ mình xúc đủ thứ. Ngồi đây xúc lượt sáu căn chứ không phải xúc lần căn đâu. Ở đây có sáu căn là có xúc à. Thế vậy là cái xúc này từ sáu căn sanh, có đúng không? Không, đừng có gật đầu là sai. Sáu căn không phải sanh từ xúc. Tại vì nếu mà không có cái duyên ngoài á, sáu căn này xúc cái gì? Đúng không? Không có cái duyên ngoài cái căn lấy gì xúc? Nếu mà tự động mình sanh xúc thì mình xúc với cái gì? Có căn không mình xúc với cái gì? Đúng không? Cho nên nói sáu căn sanh xúc là cái gật đầu. Không phải sáu căn không phải sanh xúc đâu. Mắt không có sanh hình sắc được. Mà mắt nó thấy hình sắc, sắc là duyên để cho mình xúc. Cái trần có nghĩa là duyên để cho mình xúc, đúng không? Chứ không phải là cái căn mà sanh cái xúc. À, giống như là cái gì? Cái danh sắc, tức là có tâm, có thân mình, có cái thức thì mới sanh cái tâm. Như vậy là cái tâm của mình nó sanh sau cái thức nữa. Cái thức này nè mới là cái khởi nguồn của cái ngã chấp hồi nãy mình nói rồi. Là do ảnh chấp nhận những cái thằng lộn xộn của hành ấm. Những cái thằng lộn xộn hành ấm là mình vô biên vô tận. Cho nên cái gì nó cũng cho là mình hết á. Mình là thích đủ thứ. Cái gì cũng là mình hết. Do anh thức này anh chấp cái hành. Ở cho hành nó duyên thức thì anh thức này bây giờ là âm thanh này của tôi, hình sắc này của tôi, mùi vị này của tôi, nhà của tôi, cửa của tôi, đất của tôi, trời của tôi, cái gì cũng của tôi hết trơn á. Nó quen rồi. Nó quen phân biệt cái thức là nó quen phân biệt rồi. Nhưng mà thấy cái gì thì nó bắt đầu nó mới sanh danh sắc cái đó liền. Sanh danh sắc cái gì đó thì cái căn nó sẽ nhận định ra cái đó liền. Nhưng mà cái căn không với cái căn không biết gì hết đó. Nếu căn không có thức thì căn hoàn toàn không biết gì. Chúng ta thấy mấy người chết giấc mắt trận trần, trận trắng mà lấy tay quơ quơ họ đâu có thấy gì đâu. Đúng không? Mấy người chết giấc thôi chứ chưa chết thiệt á. Thiệt mắt họ cũng trận như vậy nhưng mà lấy tay quơ quơ đâu có gì đâu. Cái thức lúc đó nó bị chìm sâu trong vô thức rồi. Chứ nó chưa có rời thân, gọi là chìm sâu trong vô thức là lúc người ta ngất xỉu là cái thức nó tạm thời nó không có liên kết để hoạt động với cái căn này nữa. Nó không có liên kết với căn thân này nữa. Mà Đức Phật nhìn ra từng đoạn, từng lớp của nó, đây mới là vấn đề. Mình muốn nói tới trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật thấy cái người mà không nhận rõ được cái chân lý, tức là ngay cái thấy nhìn đầu tiên mà không phải thoát ngoài căn trần là chúng ta đã rớt vào sâu trong vô minh. Cái nhận biết hình sắc âm thanh mà nó không ở ngoài căn trần là bị rớt do vô minh rồi, không có cần nói nữa. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là cái thấy núi sông cây rừng là gì? Cái thấy bệnh từ vô thủy là đúng chưa? Tới đây mình sẽ hiểu được Đức Phật nói cái câu ở trong kinh Lăng Nghiêm là cái thấy núi sông cây rừng, tất cả mọi cảnh duyên các ông đang thấy là cái thấy bệnh từ vô thủy. Thấy bệnh từ vô thủy là cái thấy của hằng hà sa số cái chủng tử nó gom thành cái hành ấm. Bao nhiêu cái kiến thức hiểu biết của mình á, mình thấy mình biết, mình thấy mình hiểu, mình thấy mình nhận định đúng sai, mình thấy mình so sánh phân biệt, tất cả những cái đó là cái vô minh từ vô thủy rồi. Chứ không phải là cái thấy của trí tuệ. Thấy trí tuệ là không có thấy hình sắc. Thấy tất cả mọi cái mà không phải là hình sắc, thấy hình sắc không phải là hình sắc, mà thấy hình sắc đó không phải là cái thấy của nhãn căn. Và không cần cái so sánh phân biệt của nhãn thức. Hành này không hoạt động thì nhãn thức sẽ không hoạt động. Và nhĩ tỷ thiệt thân thức ý thức không hoạt động. Nhưng mà hành này bắt đầu nó hoạt động thì sáu thức hoạt động. Sáu thức hoạt động thì chắc chắn sẽ có danh sắc của cái mà nó đang thấy, đang biết, đang nghe, đang ngửi, đang nếm. Có cái danh sắc đó thì ở nơi lục căn nó sanh cái xúc. Có danh sắc nó mới có xúc được. Không có danh sắc thì không có xúc. Không có danh sắc thì không có căn, không có căn thì sẽ không có xúc. Thế vậy là
Danh sắc hiện ra tức là tên của nó và cái hình tướng nó hiện ra. Như cơ thể mình thì tâm và thân tứ đại này thì được gọi là danh sắc. Thì khi mà cái thân này có, trước khi có hình thành thân này thì sao? Cái thằng thức này nó chấp nhận những cái chủng tử nghiệp thức muôn vạn kiếp được thằng hành nó gom lại, nó quăng một cục ra, mày chịu không? Đời này nhiêu đó con? Đời này là nhiêu đó đó. Thiền thức nó coi coi nhỏ lớn là như vậy nè, vậy là đúng rồi đó, lớn lên vậy tất cả những cái chuyện xảy ra trong đời như vậy là đúng rồi, được. Ta mới chấp nhận, thức nó bắt đầu nó chấp nhận. Thiền chấp nhận có nghĩa là gì? Là thân này, tâm này chuẩn bị hình thành. Chứ nếu nó không có chấp nhận thì không có thể thành thân được ở trong thai. Hôm trước mình nói rồi, không chấp nhận là có thể hư thai đi ra chứ không phải chơi. Nó không chấp nhận, không chấp nhận đời này, chấp sai dữ liệu rồi. Chấp sai dữ liệu thì nó hư thai. Nó không phải là thai có hai chân, mà cái này là cái dữ liệu này của thai bốn chân mà chung vô đây lộn, mình lỡ con người sanh ra cái mọc hai cái sừng là không có giống. Thôi đi ra đi, chung vô con bốn chân kìa. Nó đổi liền, thức nó không chấp nhận. Cho nên thằng thức mới là cái thằng quan trọng để thành hình tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng mà muốn có thằng thức này hoạt động thì bao nhiêu cái dữ liệu con hành ấm đưa ra. Mà dữ liệu con hành ướm ấm đưa ra là do nó mù tối, nó lùng xùng lục sục ở trong nhiều đời, nhiều kiếp sinh tử. Nó quân tập, nó để nguyên một đống như vậy. Bất kể là cái chuyện gì xảy ra trong quá khứ là bây giờ nó còn giữ nguyên trong hành ấm. Lũ rằng nào thức khỏi đòn đó chấp nhận, không thì thôi. Đó thì vậy là Đức Phật chúng ta nhìn rất là rõ một cái sự việc xảy ra, một con người đang xảy ra, một hình ảnh đang xảy ra, một cái sự kiện đang xảy ra. Đức Phật nhìn đủ 12 lớp của nó. Từ xưa giờ chưa ai có đủ trí tuệ này. Và Đức Phật phân biệt rất rõ. Và cho tới giờ phút này, trên thế giới họ cũng không ai đủ sức để bẻ gãy còn 11. Đúng không? Tại sao không là 11 mà là 12? Không ai đủ sức để bẻ gãy điều này. Bẻ gãy điều này thì không thành con người trọn vẹn. Ví dụ như có danh mà không có sắc thì không có thân, đúng không? Có sắc mà không có danh thì lấy gì để mà có cái tên, cái tuổi, có cái tên, cái người, cái chủng loại, loài người của mình được gọi là danh. Và mang cái thân này được gọi là sắc. Tức là không có cái gì có thể bẻ gãy được. Ví dụ như là Đức Phật nói lục nhập mà có năm nhập cũng không đúng nữa. Rõ ràng là mình có sáu chứ mình không thể có năm. Thì ngay từ đầu Đức Phật đó phân biệt từng chút, từng chút, từng chút, từng chút. Giống như bây giờ từ cái hành là nó miên man, nó không có cái gì rõ ràng lắm. Nó kề cận với cái vô minh cho nên cái hành nó cũng miên man lắm. Nhưng mà thực sự nó rất rõ ràng. Thấy thì nó không có cái gì rõ ràng, nhưng mà nó làm việc rất là chi tiết, rất là siêu. Mà chúng tôi nói là chưa có cái máy điện tử điện toán nào có thể làm việc nhanh như cái hành ấm. Như hôm trước mình nói rồi, tức là sau khi cái thần thức nhập thai là nó bị chết hẳn hoàn toàn, mù tối, không còn biết bất kỳ một cái gì nữa. Thì lúc đó nó liền thấy ánh sáng hiện ra. Khi mà tinh trùng và noãn cầu gặp nhau, nó phát ra là ánh sáng, thì bắt đầu nó có một cái lực hút của dục nữa, thì nó hút để bám chấp vào đó. Và ngay cái lúc mà nó vừa bám chấp vào đó thì nó bắt đầu nó mới tỉnh lợn chút xíu thôi. Nhưng mà vẫn còn ở trong mù mịt vô minh, nó không thấy đâu ra đâu hết, nó sáng. Chỉ có là le lối một ánh sáng đó thôi, chứ còn toàn bộ là tối hù, mù mịt. Nhưng mà trong cái mù mịt đó nó cảm giác là chỗ này mình bám được, nó hết bị cái lực hút của nghiệp à, hết bị cái sức cuốn của nghiệp à. Và mình cảm giác bình yên. Từ đó là bắt đầu sanh ý niệm chấp trước cái này. Cái niệm ban sơ của mình là chấp trước cái noãn cầu của bà mẹ. Trong cái mù mịt tâm tối đó là chúng ta đã chấp trước, chúng ta đã quý, chúng ta đã thích, chúng ta đã yêu cái chỗ đó rồi. Cái tình cảm của mẹ con bắt đầu nó sanh từ cái chỗ đó lận. Đó thì vậy là trong cái chỗ mù mịt đó đó là bắt đầu từ từ nó tỉnh lại thôi, nhưng mà vẫn là tối hù à. Nó không còn bị gọi là kinh hoàng cuốn hút. Nó không còn bị cái cảnh giới đó nữa rồi, nó yên. Yên thì bắt đầu nó tỉnh lại cái nó gọi là cái gì, tỉnh hồn, tỉnh vía. Hồi nãy là Nguyễn Ngân A, bây giờ là ủa mình ai mất tiêu rồi đó.
Mất, lúc đó mình cũng mất cái tên tuổi cũ à. Mất cái danh tánh cũ, tức là cái danh sắc cũ à. Cái danh cũ liền biến mất. Thì cái chỗ này là cái sắc, nhưng mà mình không có nhận ra được cái sắc. Chưa nhận ra được cái sắc à, thì nó có cái danh cũ là gần như mất rồi. Mình là ai mình cũng không biết luôn. Mình không biết luôn. Trong khi bỏ cái thân này á, thì chúng ta vẫn còn biết mình là ai. Biết rất rõ ràng nha. Mặc dù chúng ta không mang thân tứ đại thô này, nhưng mà mang cái thân trung ấm thì chúng ta vẫn biết mình là ai rõ ràng. Mình đi đâu, mình làm cái gì, mình biết rất là rõ. Chỉ trừ cái đoạn mà bị nghiệp cuốn vô tử cung đó, là chúng ta không có sức tự chủ thôi, là chúng ta không có cưỡng lại được thôi. Và cho tới khi mà chúng ta gia chạm quá mạnh rồi, từ thành tử cung, cái chúng ta bích luôn, không biết mình là ai luôn, chết ngất lần nữa. Thì trong cái mù mịt tâm tối này thì nó bắt đầu nó lục soạn những cái gì mà nó có thể lấy được. Thực sự lục soạn thì tưởng như là nó mù mịt, tưởng như nó mù mịt, nhưng mà thật sự nó hay đến cái độ là trong một chớp nhoáng thôi thì bao nhiêu dữ liệu để hình thành một đời mới là nó đã xong mất rồi. Không ai có thể tưởng tượng nổi cái sự sắp xếp này của hành ẩm. Tưởng nó vô minh là nó không biết cái gì. Thằng hồi nãy thì không biết cái gì, tối hù không biết gì. Nhưng mà trong cái tối hù đó đó, trong cái tâm tối mù mịt đó đó, một khoảng khắc chưa đầy một khải móng tay, thì nó đã gom hết cái dữ liệu để thành một đời mới của mình rồi. Và khi gom để đó xong thì thức bắt đầu nó làm việc, nó thấy ủa, tôi ở đây nè, thấy tôi ở đây, tôi đây nhưng mà chung quanh tối hù à, không biết gì, không thấy gì, không thấy gì, không biết gì, chỉ thấy những cái mà để hình thành cái thân mới, thấy bao nhiêu cái dữ liệu để hình thành cái thân mới này, nó có thứ lớp rõ ràng mới sanh rồi như thế nào, mà từ đây cho tới khi sanh ra làm sao, rồi sanh ra đời làm sao, lớn lên sao đó, nó thấy vậy rồi, được rồi đó. Được, vậy là tôi á. Thì bây giờ là nó đã chấp nhận nguyên cái hệ thống hoạt động của cả một đời. Khi nó đã chấp nhận cái đó là mình rồi đó, thì là gì? Là danh nó hiện ra. Bao nhiêu cái hiểu biết, bao nhiêu cái nghiệp, bao nhiêu cái nhân quả, nó được cái thần thức chấp nhận, thì danh nó hiện ra. Mà khi có danh hiện ra rồi á, thì tùy theo cái thằng hành nó gom bao nhiêu cái chủng tử kia á, thì khi được chấp nhận là mình rồi, thì nó tiếp tục nó làm thêm một bước thứ hai nữa, là cái này nó phù hợp với nam hay là phù hợp với nữ, đúng không? Rồi á là nó cao hay nó thấp, nó đen hay nó trắng, là đầy đủ lục căn, là khiếm khuyết chỗ nào, vân vân, bắt đầu nó làm việc lần nữa, nó chết rồi, chỗ này cái miệng méo méo rồi, nhưng mà cái này sửa không được, hồi nãy mình đồng ý rồi, đâu có sửa được đâu. Thì ra sanh ra cái miệng méo méo, không có nghe được. Cái thần thức nó cho tránh phân biệt, tới lúc này nó thấy, như bây giờ nó là bị chấp nhận, chứ không phải nó được chấp nhận, nó không còn cái quyền đó nữa. Không còn cái quyền đó nữa. Vì cái bao nhiêu cái nhân quả để hình thành đời này, ra nói chuyện là cái miệng méo không quên. Là không có khác được, là không có thể khác được. Hoặc là mà ra 5-6 tuổi mới bị méo, 10 tuổi mới bị méo gì đó, thì cái chuyện đó là phải xảy ra, chứ không bao giờ khác được. Thì đó là mình nói cái chuyện nhầm thai. Bây giờ mình nói trở lại cái chuyện mà khi mà chúng ta ở đây, thực sự thì khi chúng ta đã có thân này rồi, thì trong cái lục căn chúng ta đang tiếp xúc với lục trần á, là từ nhỏ tới giờ, nhưng bây giờ chúng ta đang nói ở cái đoạn chúng ta lớn lên, cái đoạn bây giờ đi, đang nói đoạn bây giờ, thì chúng ta có đầy đủ hành, và cái hành này nó cũng đang vận hành ở nơi tâm chúng ta, cũng không có một phút tạm dừng. Rồi thức, hành duyên thức, thì lúc nào nó cũng duyên. Nếu bây giờ chúng ta không thấy bên ngoài thì chúng ta cũng phải bị thấy bên trong à. Thấy bên trong thì hành tiếp tục, nó cũng quăng cái chủng tử ra, nó cũng quăng cái ý niệm ra, hiểu chưa? Nó quăng ý niệm tốt, ý niệm xấu, ý niệm thương, ý niệm ghét, ý niệm buồn, ý niệm nhớ, ý niệm hận gì gì đó, nó cứ liên tục, nó vận hành, nhưng mà thỉnh thoảng nó quăng ra, chứ nó quăng một nùi là mình không có thấy hết. Thằng thức nó không đủ sức thấy một lần một đống, trừ trường hợp như thiền định, như sáng mình nói. Chỉ có thiền định mới đủ sức thấy nhiều, còn không là mình thấy quá trời, nhưng mà từng cái.
Mình không thấy được một lượt chừng một ngàn cái. Nhưng mà thiền định thì chúng ta mở tâm ra lớn hơn, cho nên chúng ta thấy nhiều hơn. Còn bây giờ chỉ là lấy thấy thức thôi, thì cái thức nó thấy là từng ý niệm một. Từng ý niệm một nó sinh khởi. Như vậy là hành thì vẫn hành miên man, nhưng mà nó thấy ra từng ý niệm nhỏ để cái thức phân biệt. Thì cái thức này khi mà thấy một ý niệm sinh ra, thì ý niệm này là ý niệm gì? Đúng không? Là danh. Hình tướng của ý niệm này là sắc. Nghe cả ý niệm nó cũng thấy rõ danh và sắc của ý niệm này. Và thấy rõ danh và sắc của ý niệm này trong cái tầm phân biệt so sánh của thức thôi. Nhưng mà nếu như là mỗi người tu thì nó lại là cái thấy khác. Nhưng người tu phải thấy luôn cái quá khứ của niệm này. Nhưng này dục ra tới ngoài này nó thấy thôi, nó chỉ thấy ở đây thôi. Và do vậy mà chúng ta thấy đơn lẻ là chúng ta thấy từng cái, thấy từng niệm. Là lúc đó là cái thấy gì? Cái thấy của thức. Chúng ta nên biết vậy, tức là thấy cái này nó khác cái kia, thấy cái này trước, thấy cái kia sau. Nha. Thấy niệm này trước, thấy niệm kia sau. Thấy niệm này rồi thấy khoảng không, rồi thấy niệm, thấy khoảng không, thấy niệm, thấy một cách rất rõ ràng như vậy. Mỗi niệm đều hiện một hình tướng rất rõ ràng. Thì cái thấy này vẫn là cái tầng thấy của thức. Của pháp trần do ý căn thấy được. Thì từng niệm được chúng ta thấy thì biết mình đang thấy bằng cái gì? Đang thấy bằng thức, đang thấy bằng cái tầng sâu của lậu. Thì thấy nó là tên gì, nó là tuổi gì, nó đang hiện như thế nào, quá khứ nó làm sao, vân vân, chúng ta thấy rất là rõ. Thế vậy là một cái niệm hiện ra thì nó có hành, nó có thức, nó có danh sắc. Và cái đó nó hiện nơi ý căn của mình thấy được, thì nó cũng là căn được thấy nhận định nó. Và ý căn thấy được thì nó tiếp tục được ý thức phân biệt nữa. Thì ý căn thấy được thì nó sẽ trở thành cái niệm gì? Niệm thọ. Có khi ý niệm xảy ra mình vui, cũng có khi ý niệm xảy ra mình buồn, đúng không? Thì ý niệm vui, ý niệm buồn là thọ. Và vui thì mình chứa, mình nghĩ là mình chứa, buồn mình nghĩ mình không chứa, nhưng mà nó cũng vô tiếp. Thật ra mình ái không có nghĩa là mình yêu đâu. Ái có nghĩa là mình có ái thì sẽ có thủ. Mà thủ thì nó lại là thủ thuận và thủ nghịch. Cho nên nghịch tức là mình không ưa, thuận tức là mình ưa. Mà cả thằng thuận và thằng nghịch này đều mình ái nó. Ái mình mới thủ nó. Cho nên mình giận người ta, thứ điều mình nhớ dai hơn mình thương nữa. Thì cả hai thì đều được mình ái, cho nên mình thủ cả hai. Và thủ thì có hữu, là kết thúc một dòng nữa, rồi bắt đầu mới sinh, không? Tức là có hữu thì có nhân rồi, để thành cái quả mới là sinh. Thì cái sinh này là nhân của cái tử. Đó thì như vậy là cái nhìn của Đức Phật về một sự việc trong một cái thấy của một ý niệm thôi. Thì Đức Phật cũng thấy xuyên suốt cả 12 cái duyên sinh của nó. Đây gọi là duyên sinh. Từ cái vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, thì Đức Phật thấy rất là rõ. Hằng này có cho nên hằng kia có, hằng kia có cho nên hằng nọ có cho nên hằng đó nó có, hằng đó nó có dẫn tới hằng sanh nó có. Thì vậy là không có hằng nào sanh nào, này duyên kia, hằng kia duyên nọ. Duyên là phụ trợ, duyên là phụ trợ, nhân mới là cái chính. Thì cái sanh lại là cái chính, mà do duyên cái thủ nó mới có sanh. Tức là nếu mà không có chủng tử sinh tử thì mình không bao giờ mình sanh đời mới. Thì con người này là một thực thể của gì? Của 12 nhân duyên. Đức Phật nhìn mình không phải nhìn cái tướng của mình đâu, mà Đức Phật nhìn mình đó là Đức Phật sẽ thấy mình thủ cái gì? Mình có chủng tử gì gọi là hữu, hữu cái gì? Cho nên là phải dẫn tới mình thủ cái gì? Thủ cái gì cho nên mình ái cái gì? Ái cái gì cho nên mình thọ cái gì? Mình thọ là hồi mình xúc cái gì? Mình xúc cái gì là do có căn. Cái căn rồi mới có danh sắc. Có danh sắc rồi có cái thức. Có cái thức rồi là do duyên cái hành. Thì có từ hằng hành này nè, cho nên mày mới sanh ra đời này. Thì nó là nó tắt. Nhưng mà từ hành này nó qua mấy lớp, 8 lớp nó mới tới hằng sanh lận. Thì Đức Phật thấy mình là thấy rõ nhân quả của mình, tức là thấy cái tập khởi của mình là hành này nè. Và chưa thôi, Đức Phật thấy hành một đống xà nùi như mình không thấy hết, nhưng Đức Phật thấy hết một đống xà nùi của thằng hành, nó đầy ngập ở trong không gian này.
Nhưng mà Đức Phật thấy rõ thứ tự của nó trước khi mày sanh ra đời này thì đời kế mới là cái gì? Chưa chắc là cái đời này á, bao nhiêu cái nhân quả đời này là ôm hết lại đời sau, không có chuyện đó đâu. Có những chuyện mình làm đời này tới 1 tỷ năm sau, 1 tỷ kiếp sau nó mới xảy ra cái quả. Chứ không phải cái nhân đời này nó là cái quả đời kia. Cho nên cái sự sắp xếp của hành ấm chúng ta thấy một cái chuyện rất là kỳ cục. Không phải là bê nguyên cái tật, cái tánh, cái tính tình, cái tham muốn của đời này quăng qua đời sau cái là quá dễ rồi. Nhưng mà hành nó đâu có làm vậy đâu. Những cái dữ liệu mà để hình thành một đời này nó có khi là nó gom tới 8.000 kiếp sanh tử của mình lận. 84.000 kiếp sanh tử của mình nó gom thành một đời. Mà không phải thứ tự từ đây cho tới 84.000 mà là tới hàng tỷ tỷ kiếp gì về trước nó mới lấy được con dữ liệu à. Rồi hàng tỷ lẻ một tỷ gì nó lấy dữ liệu, mà dữ liệu của hàng tỷ tỷ kiếp đó là hồi là 1 tuổi. Rồi hàng tỷ tỷ kiếp sau là 1 tuổi rưỡi. Thì như vậy là nó cũng không phải tương tục giữa đời này qua đời kia, nó ăn khớp với nhau, nó không ăn khớp cái gì hết trơn á, nó loạn xà ngầu trong hàng hà sa số kiếp quân tập của mình. Và không có kiếp nào quân tập giống cái kiếp nào. Vậy mà tới hồi gom để thành một cái đời sống của mình, nó làm cái rét là nó giống như nó sàng lọc để nó gom lại một cái dữ liệu nó quăng vào á, tiềm thức của mình để mình bắt đầu sinh hoạt trong cái đời sống mới này được thức nó chấp nhận á, thì không lại là chuyện thứ tự thứ lớp. Vậy mà cái nhìn của Đức Phật đó, Đức Phật nhìn xuyên suốt hàng hà số kiếp sinh tử của mình. Và mỗi một cái đời ấy, mình từ nhỏ cho tới lớn mình sinh hoạt làm sao Đức Phật thấy hết. Từng đời từ nhỏ tới 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi cho tới 80 tuổi, tới 85 tuổi, 90 tuổi thì Đức Phật thấy không còn sót một chuyện nữa. Và mỗi đời đều được Đức Phật thấy như vậy. Và sở dĩ đời này vì vậy là đời trước. Đời trước không có nghĩa là đời kế đó, mà trước đó hằng hà sa số kiếp làm sao mi mới sanh thành cái đời này. Và hằng hà sa số dữ liệu của hằng hà sa số kiếp mới hình thành cái đời trước đó. Cho nên sinh tử nó không phải thứ lớp là đời này rồi nó sanh đời kế là do dữ liệu của đời này ốp qua đời kế. Không có chuyện đó. Không phải bài toán số 1 qua bài toán số 2, không phải như vậy. Sinh tử chúng ta rất là phức tạp. Vì mà Đức Phật thấy xuyên suốt, không có sót mỏi mai nào khi thấy được mình. Thì từng đoạn sinh tử của mình kể từ cái chấm 1, ngay nơi mà Đức Phật đang thấy mình, ngược về quá khứ, trải qua vô lượng vô số kiếp, được sanh ra ở đâu, lớn lên làm gì, chết như thế nào, rồi chuyển biến sinh tử tiếp nối như thế nào, buồn ai, thương ai, giận ai, ghét ai, cái buồn sẽ sanh ra nhân quả gì, cái thương sanh ra nhân quả gì, cái ghét sanh ra nhân quả gì, cái giận sanh ra nhân quả gì, tất cả những cái đó đều được Đức Phật thấy hết muôn vạn kiếp sinh tử của mình cho tới giờ phút này. Và như vậy Đức Phật nhìn mình thì thấy mày nhớ bao nhiêu cái vốn liếng sanh tử này hả, con sẽ được sanh bao nhiêu tỷ kiếp về sau nữa, và mỗi một kiếp sanh ra được học pháp mấy lần, được ngồi thiền mấy lần, tụng kinh mấy lần. Đức Phật thấy suốt cho tới khi mà mình không còn cái nghiệp nào sanh tử. Đức Phật có nói là tới ngày đó người thành Phật hiệu là gì gì đó. Thì đó là cái người thấy rõ tướng tội phước. Và như trở lại như sáng mình nói thì như vậy là nếu nói 12 nhân duyên, nếu nói mà trí tuệ mà vượt thoát sinh tử luân hồi, thấy xuyên suốt của quá khứ vị lai thì chỉ có cặp mắt của một cái bậc giác ngộ mới có thể thấy. Do đó đến một khi mà chúng ta tu tập thì một sự việc xảy ra chúng ta không có đủ chức mà thấy xuyên suốt tứ đệ, thấy nó, thấy tập khởi, thấy diệt tận và con đường đưa đến diệt tận. Thấy một sự việc mà chúng ta không thấy xuyên suốt 12 nhân duyên này thì xem như cái thấy chúng ta là cái gì? Chưa có trọn vẹn, chưa có giác ngộ. Một người giác ngộ là nhìn một sự việc, nhìn một sự vật đều phải thấu suốt 12 nhân duyên của nó. Ngay khi đây là căn tiếp xúc với trần. Căn tiếp xúc với trần thì là do cái gì? Do danh sắc, do thức, do hành, do vô minh. Ví dụ như đó. Thì giờ mình thấy cái này là thằng thức nó đã sanh hồi trước như thế nào? Thằng thức nó sanh hồi trước như thế nào là thằng hành nó đã lấy dữ liệu ở đâu? Cho nên bây giờ mình mới thấy được cái này. Chứ không phải mình thấy được cái này
mình nghĩ là mình thấy được cái này là ngay khi đây, ngay nó hiện tiền này, cái căn tiếp xúc với cái trần, cho nên tôi thấy như thật. Cái này tôi không khởi niệm phân biệt, tôi không so sánh gì hết, là tôi thấy đúng sự thật rồi. Tôi nói được, đúng chứ không phải là sai, nhưng mà đúng với phàm phu chứ không phải đúng với thánh hiền. Thánh hiền ta thấy đây, ta thấy xuyên suốt cái tập khởi của nó, nhưng mình đâu bao giờ mình thấy được tập khởi, cho nên mình chưa được giác ngộ. Mà thấy tập khởi thì chưa phải là giác ngộ nữa, mới thấy được cái tập khởi nó thôi, mà thấy được cái diệt tận của nó. Mấy việc diệt tận của nó là thấy tận nguồn nguyên chơ sinh khởi để đi vào sanh tử của mình, thì mới được thấy tận nguồn của sinh tử của một cái niệm. Nhưng mà Đức Phật do cái nhìn của trí tuệ Đức Phật thấy là do cái mù mịt mù mờ cái nguyên sơ đó, mình mới sinh khởi một cái niệm đi vào sanh tử. Cái vô minh duyên khởi của vô minh thì nó mới sanh cái gì? Cái vô minh nó mới sanh cái lộ, đúng không? Mù mịt, không thấy rõ được tự đế, không thấy rõ được cái sự thật hiện hữu của chân lý, mà bắt đầu nó mới sinh khởi cái hạnh. Thì bất kể một cái chuyện gì, với cái nhìn của một cái bậc giác ngộ, thì các vị đều thấy thấu suốt 12 nhân duyên. Và trong từng cái duyên đó thì đều thấy rất là rõ sự hiện hữu của tứ đế. Cho nên thấy thấy thức là thấy tập khởi của thức, thấy diệt tận của thức và thấy con đường đưa đến diệt tận của thức. Thật ra bây giờ chúng ta tu thì chúng ta ứng dụng 12 nhân duyên và tứ diệu đế như thế nào? Tới là vấn đề thực của mình là mình thấy như thế nào đây? Được gọi là lúc này chúng ta tu. Một cái sự việc xảy ra chúng ta quán sát kịp không? Dùng cái từ là quán có nghĩa là dùng tâm để chúng ta soi xét vấn đề, chúng ta cân nhắc, chúng ta so đo gì gì đó là quán xét. Quán xét là đi sâu về sanh tử thôi, đừng quán mệt lắm. Đúng không? Quán xét là chúng ta đem lậu ra để chúng ta xài, chứ quán xét là làm cái gì? Cho nên cái từ quán xét nè, cái từ quán chiếu nè, thì đều không được thấy sử dụng trong cái thời nguyên thủy. Mà ở thời nguyên thủy chỉ nói từ tuệ tri à. Chúng ta đọc mấy bản kinh chúng ta không thấy là Đức Phật dùng từ quán sát ở đâu. Sau này luận của tổ mới bắt đầu quán quán. Quán riết rồi là con người ta quán gà luôn. Chứ còn tuệ tri thì không có cái chuyện đó. Ngay từ đầu nếu mà các vị tổ sư bám chặt vào cái lý luận này để mà dạy á, thì cái hệ thống Phật giáo tới giờ phút này tôi nói là đời nào cũng có nhiều người tu chứng và cái Phật Pháp rất là thịnh. Nếu bám chặt theo cái lý luận công phu cái kiểu này. Nhưng mà người ta bị xa rời cái đó rồi, người ta đủ thứ chuyện hết. Cứ là bây giờ là thấy không được, bây giờ quán sổ tức, quán gì đó, hoàng tịnh gì đó. Sổ tức rồi thì tức. Trong lục diệu pháp môn nó cứ bài ra hết cái chuyện này tới bài chuyện kia, mỗi một tổ bài một cách, mỗi một tổ bài một cách. Bài riết rồi người ta thiệt tình là không biết tu cái gì luôn. Mà những cái cách bài đó là gì? Rời xa cái gốc một cách thực sự. Ở đây mình không phải mình muốn chê trách cái lý luận của tổ sư. Nhưng mà mình nói là nếu như các vị tổ sư bám chặt cái tinh thần nguyên thủy, hướng dẫn người ta tu theo cái tinh thần nguyên thủy này, tức là trong mỗi cái thấy nhìn không bao giờ rời 12 nhân duyên, và mỗi cái thấy đều hiện hữu cái tứ đế, thì chúng sanh không bao giờ bị lầm lạc. Nếu như tất cả những người thuyết kinh giảng pháp vẫn giữ nguyên tinh thần tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên như thế này, thì chúng sanh tới giờ phút này không có ai lầm, không lầm đường tu tập. Dù người ta học ví dụ như sáng giờ hai buổi này thôi, thì người ta cũng có đủ cái thấy nhìn cho cái công phu của mình. Học kỹ hai buổi này thôi là chúng ta có thể tu được một mình và không cần phải học thêm ai nữa. Nó rất là rõ ràng, nó rất là thực tế. Bước bước một vào như thế nào, bước hai như thế nào, bước ba như thế nào, bước tận cùng như thế nào. Còn bây giờ mình hiểu lệch rồi. Bây giờ là diệt cái tập để hết cái khổ, đúng không? Trong khi trong kinh giải chỉ là tuệ tri, đơn giản là tuệ tri thôi.
thuần khiết tuệ tri mà thôi, chứ không có thiện bất. Tuệ tri thức, tuệ tri cái tập khởi của thức, tuệ tri cái diệt tận của thức, và tuệ tri con đường đưa đến diệt tận của thức, chứ con nói nó thêm gì đâu, không có thêm miếng nào. Nhưng mà những vị mà bắt đầu dạy kinh Nguyên Thủy bài ra, nghĩ là mình hay hơn Phật hay sao á, và bài ra khiến cho mọi người đều bị lầm. Cho nên trở lại tinh thần Nguyên Thủy của Phật giáo về tứ diệu đế, thì ở đây Ngài chỉ dạy cho chúng ta tuệ tri một lượt bốn cái. Không trước không sau là thấy đúng, có một lệch một chút thời gian là thấy sai. Trở lại tinh thần đó. Và trong mỗi mỗi cái hiện tướng xảy ra đều có đầy đủ 12 nhân duyên của nó. Không có cái nào không có 12 nhân duyên. Trải qua ba thời nhân quả từ đầu cho tới cuối. Ba thời nhân quả đó thì cũng đều được cái gì? Thấy bằng tứ đế thì mới vượt thoát. Còn nếu không thấy bằng tứ đế thì không vượt thoát. Nhưng mà thật sự thấy tứ đế cho tới thấy cái vô minh, cho tới thấy cái hành, thấy cái thức, tức là ba cái gốc này. Tức là vô minh với hành là cái nhân của quá khứ, cái thức thì bắt đầu qua cái hiện tại, nhưng mà cái bắt đầu nó hình thành cái nhân của cái ở những cái thủ cái hữu ở phía sau. Thì thấy rõ ba thời và thấy rõ hiện thời. Thấy rõ ba thời là thấy sao, mà thấy rõ hiện thời thấy sao? Ví dụ một sự việc, một âm thanh xảy ra, một hình sắc xảy ra, một ý niệm xảy ra nơi tâm của mình. Thì như sáng mình nói là ý niệm nó hiện ra thì chúng ta phải thấy rất là rõ ràng bộ mặt thật của nó. Như là hiện một cái hình của một con người đang đứng trước mặt mình. Thì cái ý niệm hiện ra là nó hiện rõ một cái tướng, một tướng mạo, một hình dáng, một danh tự, tức là cái danh, cái sắc của nó hiện rất là rõ nơi tâm của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta phải thấy rõ danh và sắc của nó. Nó là cái gì? Thấy rất rõ ràng cái đó hiện hữu. Thì cái hiện tiền, hiện niệm nó được chúng ta nhận diện một cách rất rõ ràng. Nhưng mà từ xưa giờ các tường thiền chỉ dạy nhận diện vậy mà thôi, chứ họ không có thấy thêm nữa. Bây giờ chúng ta thấy đúng tinh thần này là chúng ta thấy cái tập khởi của cái hiện niệm này. Đúng theo tinh thần của tứ diệu đế thì thấy cái niệm hiện tiền đó và thấy cái tập khởi của nó. Và thấy cái tập khởi của nó là ngay nơi cái niệm hiện là chúng ta thấy liền cái tập khởi cùng một thời gian không được khác nhau. Tức là bây giờ hiện cái niệm của thương lên, hiện cái niệm của ghét lên thì chúng ta liền thấy là quá khứ, là mình gặp người đó, người đó thương mình như thế nào, bây giờ ý niệm này mới hiện ra. Quá khứ mình gặp người đó ghét thế nào thì bây giờ nó hiện ra. Thì hai cái cảnh hiện thực và cái cảnh quá khứ sẽ hiện ra một lượt nơi tâm của mình. Tức là hiện cái niệm đó là hiện cái tập khởi của nó. Và đồng thời hiện cái diệt tận của nó. Hiện diệt tận thì từ cái lớp 1 cho tới cái lớp hàng tỷ tỷ, cho tới cái nguyên sơ sinh khởi của nó đều phải được hiện ra. Vậy là nghe nên hiện niệm này hiện ra. Nếu như chúng ta thấy nó còn đủ ba thời, đây là mình không có tác động nha. Tôi nói là nếu như cái ý niệm nó còn đủ ba thời, ví dụ như mình hiện cái ức xảy ra, cái niệm mà quốc ức xảy ra ở đây, thì mình thấy hồi xưa là người ta đánh, người ta đập mình quá trời luôn, mà mình không có đỡ đòn được chút nào trơn, đau đớn quằn quại khổ sở khóc lóc, nó hiện ra nguyên cái cảnh đó. Và như vậy thì bây giờ nó hiện ra ở đây, hiện ra ở đây thì nó sẽ hiện ra ở tương lai là nó còn tức nhưng mà nhẹ rồi. Thì qua hôm sau là mình sẽ tới cái điểm mốc của tương lai nhẹ. Điểm mốc tương lai đó thì nó sẽ thấy cái tập khởi của cái thằng hiện ức này thôi, nó không thấy thằng trước nữa, là nó nhẹ 50%. Thì nếu như nó chưa hết thì nó sẽ, cái niệm tương lai đó nó sẽ hiện trở thành hiện tại. Và cái hiện tại này thì nó hiện cái quá khứ ức ức của cái niệm bữa nay. Đồng thời nó sẽ hiện thêm một cái chuyện của tương lai nữa, nhưng mà nó nhẹ nữa rồi. Thì vậy là tâm thức chúng ta sẽ tới cái thằng tương lai này, thì nó sẽ thấy được cái thằng hiện ở đây ngày hôm nay, và thằng kia nó nhẹ mỏng rồi. Cho nên là bắt đầu nó đi tới cái niệm tương lai đó một lần nữa,
và cái phía trước nó là bắt đầu trắng, không có hiện ra, thì tương lai nó hết của một niệm. Thì tương lai nó hết của một niệm đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tập khởi này nó cũng hết, cái hiện tại này nó cũng hết, tập khởi này nó cũng hết. Thì như vậy là một niệm hiện ra mà còn sanh khởi tương lai và có cái tập khởi quá khứ, tức là chúng ta thấy ba thời. Nếu như chúng ta thấy ba thời thì thằng này nó tiếp tục sanh khởi. Nhưng nếu như chúng ta chỉ thấy có hai thời thì thằng này nó đoạn diệt liền. Tức là hiện niệm này ra mà nó, chúng ta thấy ở tương lai nó trống vắng, nó không có cái gì nữa, không có gợn gì ở tương lai nữa, mà ở quá khứ nó hiện ra, thì hiện tại và quá khứ cùng một lúc nó hiện ra và nó sẽ biến mất. Biến mất thì là trước đó nó cũng sẽ biến mất, trước đó nó cũng sẽ biến mất, nó sẽ biến mất, nó sẽ biến mất dài dài về sau, cho biến cho tới cái chỗ tận cùng nguyên sơ sinh khởi của ý niệm đó, là bắt đầu nó rực sáng ra. Rực sáng ra thì đây là như sáng mình nói là chúng sanh đã tới vô di niết bàn, mà không có chúng sanh thật được diệt độ, mà họ cái niệm cũng vậy, hai ý niệm cũng vậy, hằng hà sơ số ý niệm đều như vậy hết, là chúng ta đã thấy được cái hiện khởi của nó, thấy được cái hiện niệm đó, và thấy cái tập khởi của hiện niệm đó, thấy được cái đoạn tận của hiện niệm đó, là thấy con đường đoạn tận của hiện niệm đó. Nhưng mà sáng mình nói là gì, bắt đầu bước vào con đường tu tập thì chúng ta phải thấy rõ ý niệm dùm. Ví dụ không thấy rõ một niệm nó hiện nguyên hình, nguyên tướng như một cái nhà, như một cái chiếc xe, như một cái núi, thì coi như là cái thấy của mình nó chưa có đủ sáng, chưa có đủ sáng. Chúng ta ngồi nhắm mắt mà mỗi ý niệm hiện ra mà không hiện nguyên hình, có nghĩa là tâm chúng ta nó chưa có lóng trong. Nên nhớ điều này, khi chúng ta thiền định đến mức tâm chúng ta lóng trong, chúng ta nhắm mắt là tất cả niệm hiện ra đều là hiện tướng. Nếu không hiện từng tướng một, từng hình một, từng con người một, thì chúng ta chưa có đủ sáng nên biết như vậy, tâm chúng ta còn mờ đục lắm. Cho đến khi chúng ta thiền định là mỗi một niệm hiện ra là một tướng, hiện niệm ra một tướng, đầu tiên là phải cái bước một là phải như vậy. Và bước qua bước thứ hai là chúng ta phải thấy được cái tập khởi của nó. Thấy rất rõ là cái tập khởi hồi xưa làm sao cho nên giờ ý niệm này. Ý niệm này sanh ra là hồi xưa làm sao. Nhưng không có khoảng cách của thời gian, nhớ nha, không có khoảng cách của thời gian. Ngay khi thấy cái niệm hiện tiền, hiện niệm đang hiện ra là mình thấy cái hiện cảnh của quá khứ. Chúng ta dùng từ là hiện cảnh, rõ ràng là một diễn cảnh. Thấy cái cảnh đánh đập ghê gớm lắm. Trời, thấy cái cảnh nó giận đầu, nó đấm vô mặt mình, méo qua nó méo lại, ngã tới nó ngã lui, đau đớn quằn quại. Cho nên bây giờ nhớ là cái nhói cái tim nữa, chứ không phải là hiện cái niệm mà ấm ức lên đâu, mà tim mình ở đây nó cũng bị nhói đau nữa. Có những cái cơn đau mình không biết lý do, ngồi ôm vậy nhưng mà không biết lý do, nhưng mà lắng tâm thực sự thấy rõ ràng, trời ơi, chưa bị ăn hiếp, bị đánh rồi, cái đánh giả mang, đánh tàn tật, đánh tàn tạ, đánh không có đứng dậy đi được, đánh không có nói được tiếng nào, gục ngã mà chết luôn tại đó luôn nữa. Và mình thấy rõ ràng cái diễn cảnh nó y như coi trên màn phim một cách thực sự, không phải màn phim mà là coi trước mặt, không phải là phim nữa. Thì như vậy là vừa thấy hiện niệm mà vừa thấy cái cảnh của quá khứ hiện ra. Và đây là cái chuyện nghiệp nặng lắm. Sanh ra mình bị uất ở trong cái ý niệm này, cho nên không có cách nào nó hết được đâu. Tương lai còn phải gặp lại ý niệm này. Và gặp mấy lần nữa thì mình cũng sẽ thấy rất rõ ràng. Cho tới mấy lần nữa nó sẽ hết. Thì như vậy là mình sẽ thấy được là cái hiện niệm này, cho tới tương lai mấy lần nữa nó hiện lại nơi tâm mình, nó mới chấm dứt. Thì lúc nó chấm dứt là dứt được một cái dòng nghiệp. Và mình thấy rõ ràng là sau này mình có khởi đi thì mình không có tức. Ví dụ như mình giận một cái người bạn mình đi nha, và thề là không bao giờ chơi với nó nữa. Gạt nhiều lần quá rồi, biết rõ hết rồi, xấu lắm, không chơi nó nữa. Nhưng mà khi mình ở trong thiền định, mình thấy cái chuyện này và nó khởi lên cái tức với đứa bạn mình, với bao nhiêu chuyện ùn ùn xảy ra. Bao nhiêu chuyện ùn ùn xảy ra thì nó sẽ có cái thời gian. Cái này mình đang nói tới cái chuyện là niệm này niệm kia, nhớ chuyện cũ nha. Nhưng bây giờ tới hồi mình tu tốt rồi á, thì mình vừa nhớ tới cái đứa bạn mình, thì tất cả những cái chuyện liên quan tới nó như thế nào, nó gây sự ấm ức như thế nào, nó lại thấy một lượt, chứ không thấy từng đoạn nữa, không thấy từng niệm nữa. Khi chúng ta công phu á, thì chúng ta sẽ thấy khác. Còn không công phu thì chúng ta thấy có niệm trước, niệm sau, có khoảng thời gian.
Nhưng mà khi bắt đầu đi sâu vào công phu rồi là không có khoảng thời gian của hai ý niệm, mà là tất cả những cái niệm liên quan tới đó đồng thời nó hiện ra cùng một lúc. Và nó hiện ra cùng một lúc thì nó hiện cái tương lai cũng cùng một thời điểm đó luôn. Và biết chắc chắn là nó tới đâu nó hết, tương lai chấm dứt, cắt tương lai. Quá khứ, tương lai đã chấm dứt rồi thì quá khứ sẽ không tồn tại. Đây là một chuyện rất là lạ. Sẽ dĩ mà có quá khứ thì nó lặn tới tương lai. Nhưng mà cắt tương lai tự động quá khứ nó không đưa tới được nữa. Tới hiện tại cái nó dừng luôn. Nó không đưa tới tương lai thì hiện tại nó dừng. Thì vậy là trong một niệm hiện tiền đủ cả ba mặt quá khứ, hiện tại và vị lai thì cái này còn tiếp diễn. Nhưng mà cái hiện tiền vị lai không sanh khởi thì quá khứ chỉ chậm tới hiện tại là biến mất. Thì mình phải thấy rất là rõ ý niệm của hiện tại liên quan tới quá khứ biến mất. Cho nếu như mình thấy ý niệm nó hiện đây mà nó mất ở đây á, thì không bao giờ mất. Vì mình không đủ sức thấy cái tập khởi của nó. Đây là chuyện hết sức là quan trọng. Cho nên là không có ý niệm nào, không có sự việc nào xảy ra trong cuộc sống này nếu mà chúng ta không có nhìn bằng một cái nhìn của tứ đế thì chúng ta không bao giờ thoát khỏi cái gì hết. Và mọi sự việc xảy ra trong đời sống này, tất cả những cái việc xảy ra trong đời sống này là gì? Là duyên khởi. Chứ không có cái gì sanh cái gì. Ví dụ chúng ta thấy từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên sanh, sanh duyên lão tử. Thì sanh có nghĩa là đang là đời sống này của mình. Do mình không thấy 12, mình không thấy 10 cái duyên trước là từ vô minh. Cho nên mình thủ có mình. Lúc này là mình thấy có mình hiện hữu ở đây đúng không? Mình không thể là nói là không có tôi ở đây được. Lý do có tôi ở đây là do tôi không thấy suốt 10 cái duyên đầu kia kìa. Chứ rõ ràng do 10 cái thằng kia cho nên mới sinh ra cái thằng này. Thằng này là được sinh ra. Này này là được duyên sinh chứ không phải là được sinh ra mà là duyên sinh. Do duyên trước cho nên nó có thằng này. Do thằng hữu cho nên có thằng sanh. Thì bây giờ mình nói thằng hữu là mẹ mình đúng không? Không phải cái thằng hữu không có sanh thằng sanh, hoặc là thằng thủ không sanh thằng hữu. Thấy chưa? Và thằng ái là không sanh thằng thủ, thằng thọ không sanh thằng ái, thằng xúc không sanh thằng thọ. Đó, thằng căn không sanh thằng xúc. Cái thằng mà danh sắc thì không sanh thằng lục căn. Và cái thằng thức thì không có sanh thằng danh sắc. Và thằng hành không sanh thằng thức, vô minh không sanh thằng hành. Có nghĩa là nếu mình tìm về nguồn đó là không còn nào sanh nọ đó. Cho nên duyên sanh là vô ngã. Nó không có cái ngã thể, nó không có cái cố định, mà là cái này có cho nên kia có. Cái này không cho nên kia không. Chứ không có nào sanh ra nào hết đó. Bởi vì duyên là cái phụ trợ mà. Cho nên cái duyên này có cho nên cái duyên kia có. Cái này sanh, duyên này sanh thì cái duyên kia sanh. Duyên này diệt thì cái duyên kia diệt. Cho nên bây giờ là mình đang có ở đây. Cái thân này là đầy đủ danh sắc nè. Thì có nghĩa là duyên hội tụ để mình có đầy đủ danh sắc là nó có vô minh, hành, thức và đang có danh sắc. Đang có danh sắc thì đang có lục nhập. Chưa nói tới cái tiện xúc ở khúc làm sao. Đang tới cái khúc này thôi là chúng đang có lục căn nè. Đang có danh sắc, đang có thức, đang có hành và đang có vô minh là đang có một con người trọn vẹn rồi đó. Ngang đây là xem như có một con người trọn vẹn ở cái khúc này. Nếu nhìn ngay cái khúc này là chúng ta đang có con người trọn vẹn. Nhưng con người trọn vẹn này là cái gì? Là danh sắc. Đúng không? Người trọn vẹn này là do thức nó sanh danh sắc, ở nó duyên danh sắc. Do hành nó duyên thức, do vô minh duyên hành. Ủa vậy con người trọn vẹn này là ai? Là cái gì? Nó không có là cái gì. Nếu mà chúng ta quan sát để tìm ra cái con người thật á, thì nó không có là cái gì. Do thằng này duyên kia, thằng kia duyên nọ. Chứ nếu không có thằng này duyên thằng kia thì không có thằng vô minh duyên hành thì thằng thức nó không có duyên. Do vô minh duyên hành, hành nó mới duyên được cái thức. Cho nên thằng này có cho thằng kia có. Thằng này xuất hiện, thằng kia xuất hiện. Chứ không phải là thằng này sanh thằng kia. Thì không có thằng nào là gốc để sanh nào, mà nó là duyên để hình thành. Đó là lý luận rất tuyệt vời của Đạo Phật. Đó là lý duyên sinh mà chúng ta đã được, phải nói là đủ phước duyên để chúng ta học. Thì như vậy nếu chúng ta quán sát theo cái lý mà duyên sinh đi, theo cái chiều thằng này duyên thằng kia để cho tới sinh lão tử,
Và nếu như chúng ta nhìn một cách rất rõ ràng từ thứ tự, thứ lớp như vậy thì chúng ta cũng không thấy mình ở đâu cả. Không có. Và nếu như chúng ta nhìn theo cái chiều hoàn diệt như chúng ta học từ trước đến giờ thì thấy rõ ràng là cái nào cũng thấy nó, là thấy tập khởi của nó, thấy diệt tận của nó thì cũng không thấy ngã ở đâu cả. Và nếu như hai chiều mà hoàn sinh và hoàn diệt mà chúng ta thấy một cách thuần thục á, thấy một cách tường tận rõ ràng, kèm theo thấy từng duyên một với cái nhìn là hiện hữu của nó, tập khởi của nó, diệt tận của nó và con đường diệt tận của nó là thấy kèm theo tứ đế, thì xem như sinh tử này mới hết nha. Tại đã vừa thấy nhân duyên và sự hiện hữu, hiện diện của tứ đế, ở trong từng duyên một có sự hiện diện của tứ đế thì sẽ thoát được cái sinh tử này. Theo chiều hoàn sinh thì không có nói tới cái chuyện là tứ đế, nhưng mà theo chiều hoàn diệt là nói tới chuyện tứ đế. Cho nên chúng ta nói là hồi xưa mình học lý nhân duyên theo chiều hoàn sinh, quán nhân duyên theo chiều hoàn sinh, quán nhân duyên theo chiều hoàn diệt. Nhưng mình quán theo hoàn diệt mà không có hiện diện tứ đế thì nó không có diệt được đâu. Nó không có diệt được, mà phải có tứ đế nó mới diệt được. Thì vậy là trong 12 nhân duyên, nếu như chúng ta học, chúng ta hiểu và chúng ta thấy theo cái chiều duyên sinh, duyên khởi này thì rõ ràng là không có hiện tượng sự vật nào trong thế gian này là tự có. Đúng không? Không có cái gì là tự có, do duyên nó mới có. Hỏi mình từ đâu sinh ra, mình trả lời khỏi suy nghĩ là do duyên sinh. Thì mình là ai, nói mình là duyên chứ mình cũng không biết mình là ai nữa. Nó là duyên, chứ không phải mình là danh, là sắc này. Danh sắc nó cũng là duyên, do duyên thức mà có danh sắc. Tức là có thân tâm này là do duyên với cái thức, cái thức này do duyên với cái hành, hành do duyên với cái do mình. Là do duyên. Cho nên nói duyên khởi là vô ngã. Nó không có ngã, nó không có chủ tể, nó không có cố định. Nếu có ông chủ để sinh ra cái này, có ông chủ sinh ra cái kia thì gọi là có ngã. Nhưng mà này duyên này có, nó duyên cái duyên kia. Tức là cái móc này nó móc với cái móc kia, móc móc nọ nó thành 12 cái móc vậy là mới thành hình một con người của mình. Vì một trong 12 cái móc này cái nào là chủ? Không có nào chủ. Nếu mà bẻ một móc là coi chừng đi hết. Cắt được móc là một cái dòng này nó sẽ đi, tức là dòng sanh tử luân hồi này, nếu cắt được một duyên là chúng ta sẽ cắt được cái dòng sanh tử này. Mà sự thật thì tất cả chúng ta chưa thấy hết được 12 nhân duyên, chưa có cách để phá. Và bây giờ học được cái bài này chúng ta có cách để phá rồi, là dùng tứ đế để phá. Không, bất kể cái móc xích nào từ đầu cho tới cuối, ví dụ ngang cái hành, ngang cái hành thì bây giờ là chúng ta tuệ tri cái hành, chúng ta tuệ tri cái tập khởi của hành. Nhưng mà tại đây là phải có hành dễ thấy không? Muốn thấy tập khởi của hành là kinh khủng lắm á. Rồi chúng ta tuệ tri cái diệt tận của hành thì xong rồi, coi như cắt được cái móc này. Và bất kỳ cái móc xích nào nếu chúng ta muốn cắt, để cắt đứt cái dòng sinh tử luân hồi này thì chúng ta đem tứ đế vào. Nếu không có cái nhìn của tứ đế thì không bao giờ cắt được móc xích của 12 nhân duyên. Cho nên chúng ta thấy nói 12 nhân duyên, nhưng mà thực sự gắn kết hòa quyện với tứ đế mới có thể cắt đứt được cái dòng sanh tử luân hồi. Đương nhiên là trong sách lý luận là người quán 12 nhân duyên sẽ chứng quả Bích Chi Phật, tu tứ đế chứng quả La Hán. Tôi nói là coi lại à nha. Với cái nhìn của chúng tôi là tôi nói phải coi lại à nha. Nếu bây giờ cái thức này anh không nhìn thấy cái tập khởi, anh không nhìn thấy cái diệt tận của nó thì cắt nổi không? Tức là không có tứ đế cắt nổi không? Không. Và không có cắt nổi thì lấy gì để chứng Bích Chi Phật mà nói quán hoàn diệt để chứng? Khó lắm, không phải đơn giản đâu. Tại ra trên mặt lý luận thì vậy, nhưng mà thực tế để cho chúng ta thấy rằng bất kỳ một cái dòng sinh tử nào nếu không có hiện hữu của tứ đế, không có hiện hữu của tứ đế thì không có vượt thoát ra ngoài sinh tử của nó. Bất kỳ một cái duyên nào ở cái vũ trụ này, tất cả những cái hiện hữu ở trong vũ trụ này đều do duyên sinh và do duyên nó diệt. Bây giờ cái duyên nó sinh thành cái hình của mình rồi, tức là mình có đầy đủ danh sắc rồi.
Đó thì bây giờ là đến khi mà chúng ta già, đến khi chúng ta chết thì sắc nó rã. Thì rã sắc thôi, tức là tứ đại, tả lại tứ đại. Chứ không phải mình chết, tức là bây giờ thay vì đủ duyên chúng ta hợp tứ đại thành thân, bây giờ tới là tới lúc thôi hết xài tứ đại rồi nữa, mệt quá rồi dục nó xuống đi. Dục xuống còn cái gì? Còn là mới có bỏ được cái sắc ấm mà còn thọ tưởng hành thức, tức là còn nguyên cái hành ấm, tức là còn nguyên tất cả những chủng tử sanh tử đi tiếp. Chúng ta chưa có ra khỏi, chúng ta không bỏ được cái này. Trừ khi chúng ta thấy được cái gì, tập khởi tỷ được cái diệt tận của nó, chúng ta mới bỏ ra. Chứ nếu không thấy được tập khởi, không thấy được diệt tận là chúng ta không ra được. Thì vậy là dù chúng ta có bỏ sắc thân là gì, cái danh vẫn còn, tức là mình vẫn còn hiện hữu trong không gian vũ trụ này. Cái dòng sinh tử này chúng ta không bao giờ ra được nếu chúng ta không cắt được 12 nhân duyên này, không cắt được mắt xích của 12 nhân duyên này, và không thấy được cái sự thật của tứ đế luôn hiện hữu thì chúng ta không bao giờ vượt thoát. Thật ra cái công phu tu tập chúng ta trở lại là lúc nào nếu mà chúng ta muốn vượt thoát sinh tử luân hồi thì chúng ta phải nhìn một sự vật, một sự việc bằng cái nhìn của tứ đế một cách trọn vẹn. Tức là phải tuệ tri được cái hiện hữu của niệm, tuệ tri được tập khởi của niệm, tuệ tri được diệt tận của niệm và tuệ tri được con đường đưa đến diệt tận của niệm. Và khi nào chúng ta đủ sức để thấy cái này trong từng ý niệm một, xuyên suốt quá khứ niệm, hiện tại niệm, cắt vị lai. Nếu hiện niệm rồi không có vị lai là quá khứ nó sẽ tàn. Còn hiện niệm qua mà hiện vị lai là cái dòng niệm này nó sẽ còn tái lại. Cho nên là chúng ta phải đủ để thấy rằng mỗi một cái niệm hiện ra nó có tới vị lai hay là dừng ở hiện tại. Phải đủ trí để thấy điều này. Mỗi khi niệm hiện lên chúng ta phải đủ trí thấy hiện tại này là hiện niệm, và cái tập khởi của hiện niệm này là quá khứ ở cái bước 1. Yêu cầu chúng ta cắt bước 1 là tất cả các bước thì chỉ tới cái hiện tại đó là nó đứt. Và nếu như nó dòng tới tương lai là nó sẽ còn đi thêm dòng đó. Đó, chúng ta phải thấy rõ là lúc chúng ta thiền định chúng ta phải thấy rõ ba thời có vọng niệm một cách rất rõ ràng, và đồng thời chúng ta phải thấy được hiện diện của tử đế thì mới giải quyết được cái dòng sanh tử luân hồi, còn không là chúng ta không thấy được. Cho nên chúng ta phải tuệ tri được cái hiện hữu của cái hiện niệm, hiện hữu của ý niệm, hiện hữu của tất cả mọi cái đang có trong đời sống hiện tại này. Chúng ta phải thấy rõ cái hiện hữu của nó, và chúng ta phải thấy rõ cái tập khởi của nó, chúng ta thấy rõ cái diệt tận của nó, và thấy rõ con đường diệt tận của nó trong cùng một khoảnh khắc hiện tiền, không có sai lệch một mãi tơ của thời gian. Nếu như chúng ta thấy sai lệch rớt vào một chút khoảnh khắc thời gian là xem như chúng ta đã thấy sai vấn đề, và như vậy thì chúng ta không được vượt thoát. Ở hiện tiền đó đầy đủ quá khứ hiện tại vị lai, hiện tiền đó đầy đủ tứ đế, khổ tập diệt đạo, chứ không phải cho chúng ta dụng công để diệt gì đó, diệt nguyên nhân của khổ để hết khổ, rồi tu cái nguyên nhân niết bàn để chứng niết bàn, không có cái chuyện này. Tứ đế là muốn nói lên cái hiện thực, hiện tiền, hiện hữu một lượt tứ đế không trước không sau, tức là có khổ, có tập, có diệt, có đạo trong một cái thấy nhìn. Thì khi nào mà chúng ta đủ sức để chúng ta thấy mỗi mỗi cái hiện tiền đầy đủ tứ đế, mỗi mỗi hiện tiền đầy đủ quá khứ và hiện tại của vấn đề, thì coi như là chúng ta đã có chánh tri kiến. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy vậy thì chánh tri kiến không hiện, mà chánh tri kiến không hiện thì niết bàn sẽ không có hiện, niết bàn không hiện thì sinh tử lầm lạc tiếp nối với mình. Đó, thì như vậy là hôm nay chúng ta được học hết cái bài chánh tri kiến. Từ cái nhìn của tử đế đủ để có thể cứu thoát tất cả chúng sanh ra khỏi sinh tử luân hồi này, hoặc là cái nhìn của 12 nhân duyên để chúng ta thấy tận cùng là chúng ta không có đặt cái ngã mình ở đâu được, theo cái chiều hoàng sinh hoặc là cái chiều hoàng diệt mà có gắn tử đế vô thì ngã nó biến mất. Và khi mà chúng ta đã nhìn một cái sự việc, nhìn một sự vật mà đúng như cái hiện hữu của tử đế thì sao? Là sẽ không có dính dấp gì tới căn trần, đúng không? Tại vì có tứ đế là không có căn trần. Vì có căn trần là chúng ta rớt vào cái lộ,
Cho nên đến một cái ngày mà tất cả những cái hiện tướng của tất cả sự vật nó hiện ra, là chúng ta thấy xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai của nó, chúng ta thấy tập khởi, chúng ta thấy diệt tận, chúng ta thấy con đường đưa đến diệt tận nó đang hiện hữu, thì vậy là không có thấy bằng căn và trần được đâu. Lúc đó là lúc mà không có căn, không có trần. Cho nên lúc đó không có thấy sự khác nhau, lúc đó chỉ là sự hiện hữu như nó đang hiện hữu. Nó hiện hữu cái hiện niệm đó, nó hiện hữu cái tập khởi của nó hiện hữu cái diệt tận của nó hiện hữu con đường diệt tận của nó là cái sự hiện hữu đó thôi, chứ không có sai khác. Không phải là cái người đang thấy và cái vị thể. Thì đó được gọi là tuệ tri. Tuệ tri là hiện tiền thông thấu mà không có riêng rẽ, không có xa cách, không có hai, không có đối tượng và cái người vị thể, không có nâng sở trong cái đang thấy này. Thì đó gọi là cái hiện hữu của cái tuệ tri. Và khi mà chúng ta tuệ tri nó, tuệ tri tập khởi, tuệ tri đoạn diệt bằng một cái hiện tiền hiện niệm trong một khoảnh khắc hiện hữu, thì coi như là chúng ta đã có đầy đủ chánh tỳ kiến. Mà chánh tùy kiến có thì mấy cái kiến sao có? Cho tới chánh định. Thực sự thì nghi thì chánh tùy kiến là cái thấy bất động, là chánh định đó. Nó là chánh tùy tấn, tinh tấn nó là chánh niệm, là chánh định đó. Cái phút đó nó đâu có động niệm được. Mặc dù hiện nguyên quá khứ hiện tại vị lai nhưng mà không có động. Cái hay là cái này, chứ không phải là chúng ta nhập định để chúng ta không động. Đợi mình định mình bật đất ní niệm rồi gọi là không động là chúng ta sai. Mà nó thấy rõ ràng xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai mà không động miếng nào, thì cái thấy này là định. Và do cái thấy rất rõ ràng quá khứ hiện tại vị lai, thấy rõ ràng nó, thấy rõ ràng cái tập khởi, thấy rõ ràng cái diệt và thấy rõ ràng cái tận, tức là chúng ta có gì? Có tuệ. Tuệ này chính là chánh kiến. Thì nó có niết bàn hiện hữu. Nó là cái cảnh giới của thường tại định. Nó là định huệ đồng đẳng. Nói tuệ tri tức là cái tuệ hiện tiền. Tuệ hiện tiền thì không có bóng dáng thời gian, không có bóng dáng không gian. Cho nên chuyện suốt quá khứ, suốt vị lai đều được mình thấy rất là rõ ràng nơi hiện tiền này. Chuyện ở đây và khắp không gian, khắp pháp giới mười phương đều được thấy ngay nơi hiện tiền này. Không có xa, không có gần, không có nhiều, không có ít, không có trong, không có ngoài, không có đoạn giữa. Thì cái thấy đó là được gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến là thấy như vậy á. Cho nên nếu mà chúng ta học chánh tri kiến được hôm nay thì phải nói thật sự là cái phước duyên của chúng ta trong đời này. Nói vậy chứ cũng rất là khó học được cái bài chánh tri kiến này. Chúng ta đã từng đọc trung bộ rồi, nhưng mà chúng ta không bao giờ nhận ra được là tứ đế hiện hữu hiện diện trong một cái khoảng sát na hiện tiền. Chưa từng có cái lý luận này trong sách vở lịch sử của Phật giáo suốt 2000 năm. Không ai nói điều này. Và không được nói cho nên chúng ta bị lầm. Và hy vọng rằng cái bài này nó sẽ mở được con đường nhập đạo của tất cả chúng ta từ đây trở về sau một cách tốt nhất. Vì mình thấy rõ từng bước một cho tới cái chỗ tận cùng rồi, thì cố gắng là làm sao trong mỗi mỗi cái hiện hữu, hiện tiền, hiện thực có đầy đủ. Và nó thấy tập khởi rồi cái diệt tận, là chúng ta đã thấy rõ được tứ đế trong từng sát na niệm, trong từng cái hiện niệm hiện tiền, trong từng cái khoảnh khắc hiện tiền này luôn luôn hiện hữu đầy đủ tứ đế, là chúng ta vượt thoát vô minh lộ, đã ở trong cảnh giới niết bàn hiện thực. Thì đó là cái mà ngài Xá Lợi Phất muốn trình bày trong cái bài này. Thì vậy là trong suốt cái bài này chúng ta thấy có hai cái quan trọng trong cái lý luận của Phật giáo là tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Mà dù có nói tứ diệu đế thì cũng nói cái hiện tiền, dù có nói thập nhị nhân duyên cũng nói chuyện hiện tiền. Một cái hiện tiền đầy đủ 12 duyên, một cái hiện tiền đầy đủ tứ đế, một cái hiện tiền đầy đủ quá khứ vị lai, một cái hiện tiền đầy khắp không gian và thời gian, không ngã không pháp, nó chỉ là sự hiện hữu hiện thực hiện tiền đó thôi. Thì đó gọi là tuệ tri hiện thực hiện tiền hiện hữu. Đó là chánh tri kiến ở trong cái bài kinh này. Một cái bài kinh phải nói là trên cả tuyệt vời mà chúng ta đã học từ trước đến giờ. Không biết sao mà khi đọc tới cái bài này từ đầu tới cuối là tôi cảm giác nó có một cái gì rất là khác lạ từ thân tới tâm của mình. Cứ mỗi khi mà nghĩ tới bài này khó chịu, như kỳ rồi mình muốn tóm kết nhưng mà tóm nó không có kết được. Nó không kết được, nó cảm giác nó khó chịu. Và bữa nay thì chắc có lẽ ăn ngon ngủ yên rồi nó nói được hết những điều muốn nói rồi. Để thấy rằng là có cái điều mà từ xưa giờ không ai nói. Mình không dám nói là mình hay, nhưng mà nhân duyên đã đủ để cho mình học được cái bài này.
nhân duyên đã đủ để cho mình khai thác được cái sự thật của tứ đế và thập nhị nhân duyên như thế này, thì đây cũng là cái phúc duyên của chúng ta. Cầu chư Phật chứng minh và gia hộ cho tất cả những người có duyên nghe được bài này đều khai tâm mở trí để có thể sống được như thật tứ đế trong từng khoảnh khắc trong cuộc sống hiện tiền, để chúng ta vượt thoát sinh tử luân hồi. Thôi quý vị chắp tay hồi hướng, chúng ta nghĩ: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Hey,